Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 98. Thấy Diệp Quân bình tĩnh như vậy, trong mắt Thượng Thần Thiên Vân thoáng qua vẻ khen ngợi. Lúc này một người đàn ông trung niên đi vào, ông ta có dáng người cao gầy, mặc áo bào rộng rãi, mắt hình tam giác như con hổ dữ. Chấp pháp Thôi Âm. Thôi Âm đi thẳng đến trước Thượng Thần Thiên Vân, hơi cúi người hành lễ, làm phiền Thượng Thần rồi. Thượng Thần Thiên Vân hỏi thẳng, nhất niệm đang ở đâu? Nhân viên chấp pháp đáp, đã áp giải đến điện chấp pháp rồi, đang chuẩn bị hành hình. Thượng Thần Thiên Vân nói, nàng là người của ta. Nhân viên chấp pháp không khiêm tốn cũng không hống hách, nàng ta đã vi phạm thần pháp. Thượng Thần Thiên Vân hơi nheo mắt, thần pháp, vì sao lại đặt ra thần pháp, chẳng phải là để cho con người vi phạm sao? Nghe vậy, sắc mặt chấp pháp Thôi Âm cũng thoáng chốc lạnh đi, Thượng Thần, nhất niệm vi phạm thần pháp, điện chấp pháp ta bắt nàng ta là lẽ đương nhiên, không chỉ phải bắt nàng ta mà còn phải bắt hết cả đám kiến hôi của nền văn minh cấp thấp này nữa. Nói rồi ông ta đưa đôi mắt sắc như dao nhìn về phía Diệp Quân, đồng thời định cưỡng ép ra tay. Càn rỡ! Thượng Thần Thiên Vân quát lớn, bà ta tiến lên trước một bước, chỉ trong nháy mắt, nét mặt quan chấp pháp thay đổi, giây tiếp theo, một luồng uy áp vô hình bao phủ lấy ông ta, lúc này toàn thân ông ta run rẩy kịch liệt, trán nổi gân xanh như muốn nổ tung, khuôn mặt cũng vặn vẹo dữ dội, giống như giang phải chịu nỗi đau lớn lắm. Thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Diệp Quân thay đổi. Quan chấp pháp Thôi Âm ít nhất cũng có thực lực cảnh giới diệt đạo, thậm chí còn cao hơn. Nhưng ở trước mặt Thượng Thần Thiên Vân vẫn không có sức đánh trả. Thật đáng gờm. Thượng Thần, xin hãy nương tay. Lúc này, bên ngoài điện chợt vang lên một giọng nói. Thượng Thần Thiên Vân hờ hững nhìn ra ngoài điện, trong vòng 10 giây, nếu như không thấy nhất niệm, ta sẽ vi phạm một loạt thần pháp, nếu các ngươi khó chịu thì tới mà đánh ta đi. Diệp Quân. Ai? Một tiếng thở dài bỗng vang lên từ ngoài điện. Rất nhanh, một luồng ánh sáng trắng đáp xuống cửa đại điện, trong luồng sáng chính là nhất niệm. Nhất niệm chạy nhanh vào trong điện rồi nhào vào lòng Thượng Thần Thiên Vân, kích động gọi, sư phụ. Thượng Thần Thiên Vân nhẹ nhàng xoa đầu nhất niệm, trong mắt đầy vẻ cương triều, bà ta nhìn quan chấp pháp ở cách đó không xa rồi phất tay áo, Thôi Âm lập tức bị hất văng ra khỏi điện. Quan chấp pháp cúi đầu, khuôn mặt cực kỳ u ám, sát ý trong mắt càng rõ hơn. Nhưng ông ta cúi đầu rất thấp, không lên tiếng, còn cúi người thật sâu rồi mới từ từ lui đi. Trong điện, nhất niệm đột nhiên kéo Diệp Quân đi tới trước mặt Thượng Thần Thiên Vân, đỏ mặt nói, sư phụ, chàng ấy là tướng công của con. Thấy nhất niệm như vậy, Thượng Thần Thiên Vân lắc đầu cười, bà xoa nhẹ đầu nhất niệm rồi quay sang nhìn Diệp Quân, cười nói, người con chọn rất được. Nghe thế nhất niệm mừng rỡ, ôm chặt lấy Thượng Thần Thiên Vân. Cô ta là quả được Thượng Thần Thiên Vân hái xuống từ trên cây, từ khi ra đời đã đi theo bà ta học tập. Ở vũ trụ Quan Huyên, Thượng Thần Thiên Vân cũng được coi là người thân nhất của cô ta, lần này cô ta đưa Diệp Quân về là muốn Diệp Quân được người phụ nữ trước mắt này công nhận. Trước khi trở về, cô ta còn hơi thấp thỏm lo âu, bởi cô ta sợ Diệp Quân không được sư phụ mình công nhận. Nhưng bây giờ sau khi nghe sư phụ nói thế, cô ta thật sự vô cùng vui mừng, giống như ăn cả trăm con cừu vậy. Thượng Thần Thiên Vân bỗng nói, con với Tịnh An ra ngoài chờ đi, ta có lời muốn nói với tướng công của con. Nhất niệm chớp mắt, con có thể nghe không ạ? Thượng Thần Thiên Vân cười, không được. Nhất niệm hơi bất đắc dĩ, thôi được rồi. Nói rồi cô ta nháy mắt với Diệp Quân mỉm cười gật đầu. Nhất niệm kéo Tịnh An quay người rời đi. Cô ta rất yên tâm về Diệp Quân, bởi vì tướng công của cô ta rất thông minh. Mà sư phụ của cô ta cũng rất thông minh. Cả hai đều là người thông minh, chắc chắn sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì. Sau khi Tịnh An và Nhất Niệm đi, Thượng Thần Thiên Vân khẽ nói, nhìn ra được con bé thật sự rất thích ngươi. Diệp Quân gật đầu, nhưng không nói gì. Thượng Thần Thiên Vân hỏi, ngươi nghĩ thế nào về chuyện này? Diệp Quân đáp, thân phận của ta bại lộ ắt hẳn có liên quan đến ác đạo minh. Thượng Thần Thiên Vân gật đầu, nền văn minh thiên hành của ta đã ký hiệp ước hòa bình với ác đạo minh, sở dĩ ký hiệp ước hòa bình là vì thiên hành chủ của chúng ta gặp chút vấn đề ở vũ trụ vô gian. Diệp Quân tò mò, gặp vấn đề ư? Thượng Thần Thiên Vân gật đầu, chuyện này vốn là cơ mật,
không nên nói cho người ngoài, nhưng ngươi là tướng công của Nhất Niệm, ta cũng không coi ngươi là người ngoài nữa. Những năm đầu, khi thiên hành chủ đang gấp một vùng vũ trụ thì tình cờ phát hiện ra một thời không vũ trụ đặc biệt, chúng ta gọi nó là vũ trụ vô gian. Vũ trụ vô gian này vô cùng đặc biệt, lửa thiên hành cũng không thể vào được. Sau này thiên hành chủ nghiên cứu về vũ trụ vô gian này, nhưng không có tiến triển gì. Về sau bà ấy giấu chúng ta một mình vào đó, mà lần cuối cùng bà ấy liên lạc với chúng ta là lần không lâu trước đây, bà ấy để lại cho chúng ta một lời nhắn là đừng vội vào vũ trụ vô gian, từ đó về sau chúng ta không còn liên lạc được với bà ấy nữa. Nói đến đây, bà ta dừng lại một chút rồi nói, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn nghĩ cách phá giải vũ trụ vô gian đó nhưng không có tiến triển gì, mãi cho đến cách đây không lâu, ác đạo minh đến tìm chúng ta. Pháp thần ác linh của chúng nói có thể phá giải được bí ẩn của vũ trụ vô gian. Diệp Quân thắc mắc, pháp thần ác linh. Thượng thần Thiên Vân gật đầu, trong ác đạo minh có bốn thực lực rất mạnh, đầu tiên là Nhất Điện chủ ác đạo, người này rất bí ẩn, chúng ta chưa gặp bao giờ. Người thứ hai là Nhị Điện chủ, người này tên là Khâu Bạch Vân, quy mô phát triển của ác đạo minh có thể lớn thế này, đồng thời ảnh hưởng tới vô số nền văn minh vũ trụ cấp thấp, ông ta là người có công lớn nhất. Người thứ ba là ác đạo của ác vũ trụ, thực lực người này. Nói tới đây, vẻ mặt bà ta chợt trở nên hơi nặng nề. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, vị ác đạo này làm sao? Thượng thần Thiên Vân trầm giọng kể, vị ác đạo này rất không bình thường, năm đó sau khi bà ta tu luyện tới cực hạn rồi dứt khoát tiêu tán tu vi, lựa chọn trùng sinh, tái thế tu luyện, bà ta vẫn luôn đột phá cực hạn của bản thân, khi ấy chúng ta đã từng điều tra. Vị ác đạo này đã trùng sinh tu luyện 9999 kiếp rồi, nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ bây giờ bà ta đang tu kiếp cuối, nếu kiếp cuối này thành công thì bà ta sẽ hoàn toàn viên mãn, kết hợp với tu vi vạn kiếp, đạt đến một mức độ chưa từng có cũng có thể nói rằng có thể đạt tới nền văn minh vũ. Trụ cấp 6 trong truyền thuyết, đương nhiên chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vạn kiếp. Chuyển kiếp tu lại. Diệp Quân trầm tư, đột nhiên như nghĩ tới điều gì. Hai mắt trợn to, hắn đứng bật dậy. Chân vũ trụ. Sắc mặt Diệp Quân chợt trở nên hơi khó coi, vì sao ác đạo minh vẫn luôn không chịu bỏ qua cho hắn. Đương nhiên là vì ác đạo của chân vũ trụ rồi. Dù thực lực ác đạo của chân vũ trụ rất mạnh, nhưng đến bây giờ thì thật ra thực lực cũng không mạnh lắm. Theo tình huống bình thường, ác đạo minh không thể nào liều mạng với hắn vì một ác đạo mới phải, trừ khi. Nghĩ thế. Bây giờ hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Ác đạo bị trấn áp ở chân vũ trụ có lẽ là ác đạo chuyển kiếp tu luyện lại theo lời Thượng thần Thiên Vân. Nghĩ đến đây, hắn xa sầm mặt. Hắn biết giữa hắn và ác đạo mình chắc chắn phải không chết không thôi. Thấy nét mặt của Diệp Quân, Thượng thần Thiên Vân hơi tò mò, sao vậy? Diệp Quân thôi suy nghĩ, sau đó kể chuyện ác đạo của chân vũ trụ. Sau khi nghe Diệp Quân nói xong, Thượng thần Thiên Vân nhẹ giọng nói, suy đoán của ngươi có lẽ không sai, rất có thể ác đạo ở chân vũ trụ chính là ác đạo chuyển kiếp tu luyện lại. Nói xong, bà ta nhìn về phía Diệp Quân, chân thần kia đã trấn áp nó hàng triệu lần rồi sao? Diệp Quân gật đầu. Thượng thần Thiên Vân trầm giọng nói, vũ trụ kiếp càng bị trấn áp thực lực sẽ càng mạnh, hàng triệu lần, chưa nói đến chuyện dung hợp tu vi vạn kiếp, dù bây giờ nó thoát được thì thực lực cũng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Mà nếu dung hợp tu vi vạn kiếp, vậy. Nói đến đây, ánh mắt bà ta cũng trở nên nặng nề. Sắc mặt Diệp Quân cũng nặng nề không kém. Thượng thần Thiên Vân nói tiếp, bây giờ ta đã hiểu đại khái vì sao ác đạo minh muốn chủ động giúp đỡ nền văn minh thiên hành của chúng ta rồi. Diệp Quân nhìn về phía Thượng thần Thiên Vân, bà ta nói, có lẽ bọn họ muốn cứu ác đạo kia, mà trong quá trình đó. Bọn họ sợ nền văn minh thiên hành của chúng ta cũng ra tay với bọn họ. Cho nên bọn họ mới chủ động đến tìm chúng ta, còn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta đi tìm thiên hành chủ. Diệp Quân im lặng. Hắn phát hiện chuyện này đang ngày càng phức tạp hơn, và lại hắn đã đánh giá quá thấp ác đạo minh này rồi. Nhớ đến chuyện đã hứa với Chân Tỷ, Diệp Quân không khỏi lắc đầu cười khổ. Trận chiến này, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Áp lực nặng nề quá. Thượng thần Thiên Vân lại nói, ngoài Nhất Điện Chủ, Nhị Điện Chủ và ác đạo này, ác đạo minh còn có một tồn tại rất bí ẩn chính là Pháp Thần Ác Linh. Người này lai lịch rất bí ẩn, tinh thông một vài thần pháp cổ xưa cường đại,
có một vài thần pháp nền văn minh thiên hành chúng ta cũng chưa từng nghe nói tới. Diệp Quân hỏi, Thượng Thần từng tiếp xúc với pháp thần ác linh này chưa? Thượng Thần Thiên Vân gật đầu, từng tiếp xúc, người này kiến thức cực kỳ uyên bác, thành tựu thần pháp rất cao, sâu không lường được. Vì thế khi ông ta nói ông ta có thể phá giải vũ trụ vô gian, chúng ta vẫn khá là tin tưởng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói tiền bối ở lại một mình để nói với ta những chuyện này là muốn cho ta biết, nền văn minh thiên hành sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa ta và ác đạo minh, đúng không? Thượng Thần Thiên Vân gật đầu, trước mắt, chuyện quan trọng nhất của nền văn minh thiên hành chúng ta là phá giải vũ trụ vô gian, tìm thấy thiên hành chủ. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Diệp Quân, ta vừa nhận được tin tức, nhị điện chủ ác đạo minh đã tiếp xúc với mấy người nhóm tổng lý nội các tại nội các, đầu tiên là vì chuyện nhất niệm phóng hỏa. Nhất niệm không được trao quyền đã hủy diệt ác vũ trụ, hành động này đã vi phạm thần pháp, mà con bé lại ở cùng ngươi, ngươi đến từ nền văn minh bên ngoài, việc này đã không đơn giản là phạm pháp nữa mà đã vi phạm cấm kỵ của nền văn minh thiên hành ta, bây giờ ác đạo minh lại ly gián. Nói đến đây, bà ta khẽ thở dài, ta vốn muốn để ngươi ở lại đây tu luyện, có ta che chở, ta có thể đè chuyện này xuống. Nhưng bây giờ chuyện này đã rất phức tạp, không bao lâu nữa, có lẽ nội các sẽ đến tìm ta nói chuyện. Diệp Quân nhất thời cảm thấy hơi áy náy, xin lỗi Thượng Thần, đã mang đến phiền phức cho bà rồi. Thượng Thần Thiên Vân khẽ mỉm cười, thật ra không sao cả, nhất niệm là học sinh của ta, cũng là người thân của ta, đứa trẻ đến một thời điểm nhất định đều sẽ phản nghịch. Đương nhiên ta không cho rằng việc con bé tìm thấy người mình thích là một chuyện sai lầm. Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, tiền bối, hình như bà cũng không phản đối cô gái của nền văn minh thiên hành thích người đàn ông bên ngoài, vì sao thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thượng Thần Thiên Vân đi tới một bên, bà ta ngồi xuống, sau đó bưng chung trà trước mặt lên uống một ngụm rồi nói, dù chúng ta đều sinh ra từ trong quả, nhưng họ có tình cảm. Có suy nghĩ, họ có quyền yêu người mình muốn yêu. Một vài thần pháp của nền văn minh thiên hành ta đã quá lạc hậu, quá bảo thủ rồi, hơn nữa còn có vẻ kiêu căng. Nói đến đây, trong mắt bà ta lộ vẻ lo lắng, chúng ta rất ghét người khác kiêu căng, nhưng chúng ta lại mặc cho bản thân làm điều đó. Kiêu căng là mầm tai họa, một nền văn minh xuất sắc chân chính phải biết khiêm tốn, chứ không phải ngạo mạn. Nghe thấy thế, Diệp Quân chợt thấy kính trọng người phụ nữ trước mặt. Không thể không nói từ khi gặp nhau đến bây giờ, hắn thật lòng thấy kính trọng sự tu dưỡng và thái độ bao dung của người phụ nữ trước mắt. Một cao thủ chân chính, cao thủ có tu dưỡng chắc chắn luôn sẵn sàng lấy kẻ yếu làm ranh giới. Đương nhiên cuộc đời đa phần vẫn là cao thủ là vua. Cao thủ tự do phóng khoáng, người yếu cam chịu số phận. Thượng Thần Thiên Vân nói tiếp, những năm gần đây, ta luôn muốn thay đổi thần pháp, nhưng hiệu quả quá ít, đây là một công việc rất gian nan. Hầy. Diệp Quân nói, chỉ cần phá nó là dễ thay đổi thôi. Thượng Thần Thiên Vân hơi nhếch môi, ta cũng nghĩ thế, nhưng rất đáng tiếc là không thể phá được, thực lực của ta không đủ để đánh bại tất cả mọi người. Nếu người ngoài phá vỡ. Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ta lộ vẻ lo lắng, nếu người ngoài phá vỡ, khi đó e rằng nền văn minh thiên hành của ta còn không có cả cơ hội thay đổi. Vì ta không cho rằng nền văn minh thiên hành là một tồn tại vô địch trong vũ trụ vô tận này, vũ trụ rộng lớn, chắc chắn có nền văn minh mạnh hơn chúng ta. Diệp Quân im lặng, đúng thế, suốt chặng hành trình vừa qua, hắn đã gặp rất nhiều nền văn minh lớn mạnh, bây giờ nhìn lại, những nền văn minh lớn mạnh đến mức khiến hắn tuyệt vọng lúc trước cũng chỉ có thế mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó khi hắn quay đầu nhìn lại, có lẽ nền văn minh thiên hành cũng chẳng là gì cả. Vũ trụ vô cùng vô tận, vô số điều không rõ. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Thượng Thần Thiên Vân chợt nói nhiều như thế có hơi lạc đề rồi. Sau đó, bà ta cười nói với Diệp Quân, chuyện đến nước này, dù thế nào cũng phải tìm một cách để giải quyết. Thật ra thì ta có một cách có thể giải quyết tạm thời khó khăn mà ngươi và nhất niệm sắp phải đối mặt, ngươi nghe thử xem thế nào. Diệp Quân gật đầu, được. Thượng Thần Thiên Vân nói, bây giờ ác đạo minh đang dựa vào điều ước hòa bình và chuyện nhất niệm dẫn một người ngoại tộc về để làm khó, trước đó nhất niệm không biết chuyện chúng ta đã ký điều ước hòa bình với ác đạo minh. Vì thế, dù vấn đề này nghiêm trọng nhưng ta vẫn có thể lo được. Vấn đề thứ hai là con bé yêu người ngoại tộc,
vấn đề này khá là nghiêm trọng, vì theo chúng ta, yêu người ngoại tộc là một nỗi sỉ nhục, tộc nhân sẽ rất có ác ý với con bé. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Diệp Quân, cách của ta là lúc này ngươi phải rời khỏi nền văn minh thiên hành, đây là vì tốt cho Nhất Niệm, cũng vì tốt cho ngươi, vì nếu ngươi không rời đi thì mâu thuẫn sẽ ngày càng nghiêm trọng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta rời khỏi nền văn minh thiên hành thì Nhất Niệm sẽ không có vấn đề gì nữa đúng không? Thượng thần Thiên Vân gật đầu, sẽ không có vấn đề gì nữa. Diệp Quân gật đầu, có thể cho ta nói tạm biệt với Nhất Niệm không? Thượng thần Thiên Vân gật đầu, được. Dứt lời, bà ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, Nhất Niệm, con vào đi. Nhất Niệm đi vào cùng với Tịnh An, cô ta hơi thấp thỏm nhìn thoáng qua Thượng thần Thiên Vân và Diệp Quân. Diệp Quân đi tới trước mặt Nhất Niệm, mỉm cười nói, Nhất Niệm, ta. Nhất Niệm ngắt lời Diệp Quân, huynh muốn đi một mình, để ta ở lại đây đúng không? Diệp Quân thoáng ngây người, sau đó gật đầu, muội ở lại đây đợi ta một năm sau ta đến đón muội, được không? Nhất Niệm nhìn Diệp Quân, một ngày cũng không được. Diệp Quân nhìn vào mắt Nhất Niệm một lúc lâu, cười nói, vậy muội đi cùng với ta. Nhất Niệm lập tức cười tươi như hoa. Còn Thượng thần Thiên Vân thì im lặng nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân nắm tay Nhất Niệm, sau đó quay đầu nhìn về phía Thượng thần Thiên Vân, Thượng thần, cách của bà rất hay, nhưng ta không thể làm như thế được, vì ta không muốn cô ấy có gì không vui, trời đất bao la, quan trọng nhất là cô ấy vui vẻ, cho nên hôm nay ta muốn dẫn cô ấy đi. Thượng thần Thiên Vân lắc đầu, ngươi làm thế là đang chọn con đường khó đi nhất đấy. Diệp Quân gật đầu, ta biết, ta sẽ một mình gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Thượng thần Thiên Vân nhìn Diệp Quân, một lúc lâu rồi đột nhiên mở lòng bàn tay, ngay sau đó, một uy thế vô hình lập tức bao phủ cả tòa đại điện. Nhất Niệm vội chắn trước mặt Diệp Quân, cô ta cắn răng nhìn Thượng thần Thiên Vân, trong mắt hiện lên sương mù, sư phụ. Thượng thần Thiên Vân không nói gì, bà ta đột nhiên siết chặt tay phải. Oanh! Trước mặt Diệp Quân và Nhất Niệm chợt xuất hiện một đường hầm thời không. Nhất Niệm sửng sốt. Thượng thần Thiên Vân đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Quân, bà ta kéo tay Diệp Quân, sau đó lại kéo tay Nhất Niệm, tiếp theo, bà ta đặt tay Nhất Niệm vào tay Diệp Quân rồi nhìn về phía Diệp Quân, chăm sóc tốt cho con bé, cũng như những gì ngươi vừa nói đấy, đừng để con bé không vui. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Thượng thần Thiên Vân gật đầu, sau đó lại lấy một chiếc nhẫn không gian ra đặt vào tay Nhất Niệm, đi đi. Nhất Niệm đột nhiên ôm lấy Thượng thần Thiên Vân. Nước mắt thoáng chốc tuôn rơi. Thượng thần Thiên Vân khẽ mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô ta, sau đó nói, mau đi đi. Nhất Niệm lau nước mắt, cô ta nhìn Tịnh An ở bên cạnh, vẫy tay nói, Tịnh An, đợi chúng ta trở về trong huy hoàng nhé. Nói xong, cô ta kéo Diệp Quân đi vào trong đường hầm thời không. Tịnh An rơi nước mắt, dê của ta. Nhất Niệm và Diệp Quân vừa đi thì có một ông lão đi vào. Bên cạnh ông lão còn có một người đàn ông trung niên đi theo, người đàn ông này chính là người chấp pháp thôi âm kia. Thấy ông lão này, sắc mặt của Tịnh An còn đang tiếc sau này không được ăn dê nữa lập tức trở nên nặng nề. Tổng lý nội các mục tướng. Mục tướng nhìn về phía Thượng thần Thiên Vân với nét mặt phức tạp, Thượng thần, bà làm thế này, hầy. Thượng thần Thiên Vân bình tĩnh nói, tướng lão, cho họ một cơ hội đi. Mục tướng lắc đầu, nếu bỏ qua cho chuyện này thì về sau còn ai làm theo thần pháp nữa? Nếu đều học theo Nhất Niệm thì chẳng phải nền văn minh thiên hành sẽ loạn luôn à? Thượng thần Thiên Vân lạnh lùng nói, vậy thì thay đổi thần pháp đi. Mục tướng cười khổ, thượng thần, đây là thứ mà tổ tiên đặt ra, sao có thể nói đổi là đổi được? Thượng thần Thiên Vân đi sang một bên ngồi xuống, sau đó nói, tướng lão, ngồi nói chuyện một lát không? Mục tướng lắc đầu, thượng thần, bà đừng kéo dài thời gian nữa, bà đưa bọn họ đi đâu. Thượng thần Thiên Vân đáp, ta quên mất rồi. Nét mặt mục tướng trở nên cứng đờ, ông ta lắc đầu cười khổ, không nói gì nữa mà dẫn theo thôi âm xoay người rời đi. Vì ông ta biết tiếp tục mất thời gian với thượng thần này không có ý nghĩa gì cả. Ông ta không thể ép thượng thần này làm bất cứ chuyện gì, đừng nói ông ta, dù lúc thiên hành chủ còn ở đây. Ngài ấy cũng vô cùng đau đầu với thượng thần này. Sau khi hai người nhóm mục tướng rời đi,
Trong mắt Thượng Thần Thiên Vân nhất thời lộ vẻ lo lắng, dù bà ta ủng hộ Nhất Niệm và Diệp Quân, nhưng bà ta biết nền văn minh thiên hành chắc chắn không cho phép Nhất Niệm ở bên một người đàn ông ngoại tộc, dù có chạy đến chân trời góc biển, nền văn minh thiên hành cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, vẻ lo lắng trong mắt bà ta càng trở nên nồng đậm hơn. Nhưng nét mặt của Tịnh An ở bên cạnh thì lại rất bình tĩnh, vì cô ta biết sở dĩ Nhất Niệm dẫn Diệp Quân đi cũng không phải chỉ vì sợ Diệp Quân bị tổn thương, cô ta còn sợ nền văn minh thiên hành và Diệp Quân sẽ xảy ra mâu thuẫn, từ đó gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ mỗi cô ta và Nhất Niệm biết nữ kiếm tiên váy trắng kia có thực lực đáng sợ đến mức nào. Nếu Diệp Quân bị tổn thương ở đây, Tịnh An thở dài một lần nữa, dê của ta. Bên ngoài đại điện, sau khi mục tướng và Thôi Âm đi ra ngoài, mục tướng khẽ thở dài, không biết phải làm sao. Thôi Âm cất giọng nặng nề, mục tướng, chuyện này ảnh hưởng rất nặng nề, Nhất Niệm kia không biết liêm sỉ đi yêu nhân loại của một nền văn minh cấp thấp, đây thật sự là nỗi sỉ nhục của nền văn minh thiên hành chúng ta. Mà Thượng Thần Thiên Vân kia còn bao che cho cô ta một cách trắng trợn, hành động như thế không phải là ngang nhiên khiêu khích thần pháp của nền văn minh thiên hành chúng ta à? Bà ta. Mục tướng hờ hững nhìn Thôi Âm, người nói với ta những chuyện này có tác dụng gì? Người không đánh lại Thượng Thần Thiên Vân, người nghĩ ta có thể đánh lại à? Sắc mặt Thôi Âm vô cùng khó coi. Mục tướng lắc đầu, người chấp pháp, ta khuyên ngươi một câu, dù Thượng Thần Thiên Vân khá bao che khuyết điểm, nhưng cống hiến của bà ta với nền văn minh thiên hành là thứ không ai có thể sánh bằng. Chỉ cần bà ta không phản bội nền văn minh thiên hành thì cả thiên hành chủ cũng không thật sự trừng phạt bà ta. Nếu ngươi không hiểu điều này mà muốn trả thù bà ta, thì ngươi là đang tự tìm đường chết đấy. Thôi Âm im lặng cúi đầu, không để người trước mắt nhìn thấy nét mặt của ông ta, cảm ơn mục tướng chỉ dạy, ta chưa bao giờ có suy nghĩ trả thù Thượng Thần Thiên Vân, có điều suy cho cùng chuyện này cũng cần phải có một phương pháp giải quyết, dẫu sao bây giờ chuyện Nhất Niệm yêu người của nền văn minh cấp thấp đã lan truyền khắp nơi rồi. Mục tướng im lặng suy nghĩ một lát thì nói, đuổi theo. Nếu là chuyện bình thường, ông ta không ngại nể mặt Thượng Thần Thiên Vân, nhưng chuyện này thật sự ảnh hưởng quá nặng nề. Nếu bỏ qua cho chuyện này, sau này nền văn minh thiên hành sẽ rất mất trật tự, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch thuần khiết của nền văn minh thiên hành. Tuyệt đối không cho phép kết hôn với nền văn minh bên ngoài. Huyết mạch của nền văn minh thiên hành tuyệt đối không thể bị vấy bẩn. Nhận được mệnh lệnh của mục tướng, Thôi Âm xoay người rời đi. Mục tướng chợt nói thêm, đợi đã. Thôi Âm dừng bước, xoay người nhìn về phía mục tướng. Mục tướng nhìn chằm chằm ông ta, dù Nhất Niệm vi phạm thần pháp nhưng dù sao cô ta cũng là người của Thượng Thần Thiên Vân. Đừng quá tuyệt tình, giữ mạng cô ta, sau đó nội các sẽ bàn bạc nên xử lý cô ta thế nào, còn người đàn ông kia. Nói đến đây, ông ta không tiếp tục nữa. Thôi Âm lập tức đáp, thuộc hạ hiểu rồi. Dứt lời, Thôi Âm xoay người biến mất ở cách đó không xa. Mục tướng im lặng một lát rồi cũng xoay người rời đi. Thôi Âm vừa dẫn một nhóm người chấp pháp rời khỏi nền văn minh thiên hành thì gặp phải một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này chính là nhị điện chủ Khâu Bạch Y của Ác Đạo Minh. Khâu Bạch Y cười nói, thôi chấp pháp đang đi lùng bắt Diệp Quân sao? Thôi Âm gật đầu. Nhị điện chủ, tiện nhân Nhất Niệm kia tự tiện thả lửa thiên hành ra đốt cháy ác vũ trụ, chuyện này. Khâu Bạch Y lắc đầu, đây là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến giao ước giữa Ác Đạo Minh ta và nền văn minh thiên hành. Thôi Âm gật nhẹ đầu, thế thì tốt. Khâu Bạch Y trầm giọng nói, người chấp pháp, thực lực của kẻ đứng sau Diệp Quân kia cực kỳ mạnh mẽ, các ông đi lùng bắt hắn ta, nếu chọc giận người đứng sau hắn ta thì. Thôi Âm lạnh lùng nói, sao thế? Nhị điện chủ cảm thấy nền văn minh thiên hành chúng ta không bằng người sau lưng hắn à? Khâu Bạch Y vội lắc đầu, ta không có ý đó, ta chỉ nhắc nhở thiện chí, chỉ thế mà thôi. Thôi Âm cười nói, nhị điện chủ, trong mấy năm qua, nền văn minh thiên hành chúng ta chưa từng thua ai bao giờ. Khâu Bạch Y gật đầu, đúng thế. Thôi Âm lại nói, nếu người đứng sau Diệp Quân thật sự vô địch và lợi hại thì hắn ta cần gì phải chạy trốn? Vì sao không gọi đến đánh một trận với chúng ta luôn? Khâu Bạch Y nhìn Thôi Âm, sau đó lắc đầu cười khẽ, không giấu gì ông, khoảng thời gian gần đây Ác Đạo Minh ta giao thủ với Diệp Quân đã chịu thiệt hại nặng nề, hầy, coi đầu óc ta này,
ta quên mất một điều, mấy điện chủ kia của ác đạo minh ta sao có thể bằng Thôi Chấp Pháp được. Nghe thấy lời Khâu Bạch Y, Thôi Âm nở nụ cười, nhị điện chủ đừng nói vậy, ác đạo minh vẫn có chút thực lực mà. Khâu Bạch Y liên tục lắc đầu, không không, so sánh với nền văn minh thiên hành, ác đạo minh của ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dù trong lòng Thôi Âm cũng cho là vậy, nhưng ông ta cũng không biểu hiện ra mà cười nói, nhị điện chủ, chúng ta đừng nói đến những chuyện không có ý nghĩa này nữa. Bây giờ nền văn minh thiên hành ta đã ký điều ước hòa bình với ác đạo minh, trong giai đoạn thực hiện điều ước hòa bình, chúng ta có thể xem như một nửa đồng minh, về Diệp Quân thuộc chủng tộc của nền văn minh cấp thấp, ác đạo minh các ông không giết được thì để nền văn minh thiên hành chúng ta giết. Khâu Bạch Y nhìn những người chấp pháp sau lưng Thôi Âm. Ông ta chần chừ một lát rồi nói, có cần dẫn theo nhiều người chấp pháp một chút không? Thôi Âm chợt hỏi ngược lại, Diệp Quân kia có cảnh giới gì? Khâu Bạch Y đáp, có lẽ là cảnh giới ách đạo. Thôi Âm nhíu mày, yếu vậy mà ác đạo minh các ông lại không thể giết chết cậu ta. Nói đến đây, dường như ông ta cảm thấy hơi không ổn, vội sửa lời, nhị điện chủ, không phải ta muốn nói ác đạo minh các ông vô dụng, ông tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Khâu Bạch Y cười khổ, mấy năm gần đây, ác đạo minh ta thật sự thua xa lúc trước, hầy, người chấp pháp, ta tin nếu ông ra tay, lần này Diệp Quân kia sẽ chết chắc, có điều sau lưng Diệp Quân có người chống lưng, thực lực của người đó. Thôi Âm nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y, nhị điện chủ, người chống lưng của hắn ta mạnh lắm sao? Khâu Bạch Y gật đầu. Thôi Âm bình tĩnh nói, ác đạo minh các ông cảm thấy rất mạnh, nhưng với nền văn minh thiên hành chúng ta. Nói đến đây, ông ta khẽ mỉm cười, ta không có ý gì cả, ông tuyệt đối đừng nghĩ nhiều nhé. Khâu Bạch Y cười ngượng ngùng, sau đó nói, tạm biệt, tạm biệt. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Thôi Âm nhìn Khâu Bạch Y đã đi bằng ánh mắt giễu cợt, ác đạo minh này đúng là một đám người ngu ngốc. Nói xong, ông ta dẫn theo một nhóm cao thủ biến mất ở cuối chân trời. Ở một nơi khác. Khâu Bạch Y nhìn đám người Thôi Âm biến mất ở cuối tinh hà, ông ta cười khẽ rồi xoay người rời đi. Ván cờ đã bắt đầu, ông ta phải lên kế hoạch thôi. Khi Diệp Quân và Nhất Niệm đi ra từ trong đường hầm thời không, hai người xuất hiện trên một hòn đảo, đưa mắt nhìn từ gần đến xa chỉ thấy những ngọn núi như những thanh kiếm sắc bén mọc lên từ mặt đất bằng phẳng, không nối liền với nhau, có lúc bất ngờ cao vút lên, có chỗ lại biến mất như vô hình. Diệp Quân tò mò nhìn khung cảnh trước mắt, nơi này là Hải vực thiên hành. Nhất Niệm bên cạnh cất lời. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, Hải vực thiên hành. Nhất Niệm mỉm cười nói, đúng thế, thật ra chúng ta vẫn chưa rời khỏi thần cảnh thiên hành. Sư phụ rất thông minh, bà ấy biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nghe thấy lời của Nhất Niệm, Diệp Quân khẽ mỉm cười, đúng thế thật. Không thể không nói. Thượng thần Thiên Vân kia thật sự rất thông minh, nếu rời khỏi nền văn minh thiên hành vào lúc này để ra ngoài, với thực lực của nền văn minh thiên hành muốn tìm thấy họ chắc chắn sẽ không quá khó khăn, vì thế nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chắc chắn nền văn minh thiên hành sẽ không nghĩ rằng họ hoàn toàn chưa từng rời đi. Nhất Niệm chợt nói, đi theo ta. Dứt lời, cô ta kéo tay Diệp Quân tung người nhảy lên, hai người bay lên như một cơn gió. Đi tới một ngọn núi sắc bén như kiếm, hai người nhìn ra xa, cuối tầm mắt là núi ôm lấy núi kéo dài bất tận, không nhìn thấy được điểm cuối. Nhất Niệm nói, đây là nơi sư phụ từng tu luyện, chỉ sư phụ và một số ít học trò chủ chốt như chúng ta mới có thể đến đây. Sư phụ đưa chúng ta đến nơi này có lẽ là muốn huynh ở lại đây tu luyện, vì nơi này có một chỗ tu luyện đặc biệt, đi thôi. Nói xong, cô ta kéo tay Diệp Quân tung người nhảy lên, trong nháy mắt. Hai người đã lướt qua vô số đỉnh núi khác thường, đi tới một hòn đảo. Rõ ràng Nhất Niệm vô cùng quen thuộc với nơi này, liên tục giới thiệu cho Diệp Quân. Huynh xem này, lúc trước ta rất hay tắm suối nước nóng ở nơi đó cùng với Tịnh An, cô ấy cứ thích sờ ta cũng thích sờ cô ấy, mông cô ấy rất cong, rất có tính đàn hồi, nhưng khá nhỏ, không to bằng của sư phụ sờ rất thoải mái. Diệp Quân. Rõ ràng Nhất Niệm rất thích nơi này, dù là một tảng đá, cô ta cũng có thể nói ra một câu chuyện. Mà người cô ta kể nhiều nhất chính là Tịnh An và Thượng Thần Thiên Vân. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới một hang núi, đây là một hang động đá vôi tự nhiên, trên đầu có tinh thạch dày đặc treo lơ lửng,
hai bên vách tường là tinh thạch bí ẩn đủ loại màu sắc, lộng lẫy nguy nga. Mà Diệp Quân còn ngạc nhiên phát hiện những tinh thạch này đều là tinh thể vĩnh hằng. Trên toàn bộ vách tường đều khảm tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân nhìn thoáng qua, trên vách tường hai bên có ít nhất mấy chục nghìn tinh thể vĩnh hằng mà hang động này còn rất dài. Chẳng trách lúc mới đi vào hang động đá vôi này, hắn có cảm giác linh khí ở nơi này nồng đậm hơn ở bên ngoài ít nhất mấy chục lần. Tu luyện ở nơi này, dù là một con lợn cũng có thể đắc đạo. Nhất niệm dẫn Diệp Quân bước nhanh vào nơi sâu trong hang núi, hai người nhanh chóng đi tới một khu vực rộng rãi, trước mặt hai người không xa có một cái cây nhỏ cao mấy trượng, thân cây màu xanh tím, lá như ngọc bích, cực kỳ trong suốt và sáng rực, xung quanh còn có dòng khí màu xanh tím lơ lửng. Khi nhìn thấy cái cây này, nét mặt Diệp Quân lập tức trở nên nặng nề, vì hắn phát hiện linh khí xung quanh cái cây này còn nồng đậm hơn linh khí ở những nơi khác ít nhất gấp vạn lần. Nhất niệm nhẹ giọng nói, cây sinh mệnh thiên hành. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía nhất niệm, chính là cái cây có thể ra quả kia à? Nhất niệm khẽ mỉm cười, cái cây này không phải bản thể, nó chỉ là một nhánh của cây sinh mệnh thiên hành thôi, vì năm đó sư phụ lập công lớn cho nền văn minh thiên hành, nên thiên hành chủ đã tặng một nhánh cây cho bà ấy, để sư phụ chăm sóc nó ở nơi này, lúc trước nó chỉ là một cành cây nhỏ bằng cánh tay, sau mười mấy vạn năm chăm sóc của sư phụ. Nó mới phát triển thành như bây giờ. Mười mấy vạn năm, Diệp Quân hơi khiếp sợ, chẳng trách trong hang núi lại có nhiều tinh thể vĩnh hằng như thế, thì ra là vì trồng cành cây này. Nhất niệm chợt nói, chuyển nó vào trong tháp đi. Hả? Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Nhất niệm mỉm cười nói, chúng ta để nó vào trong tháp để chăm sóc, sau đó dùng trước, sau khi dùng xong thì đổi một cây to hơn cho sư phụ. Diệp Quân thoáng do dự, sau đó hỏi, làm thế có được không? Nhất niệm gật đầu, được, chuyển cả hang núi này vào trong tháp luôn, đây đều là những tinh thể vĩnh hằng cao cấp, thời gian chúng tồn tại càng lâu thì chất lượng sẽ càng cao, đặt vào trong tiểu tháp có thể nâng cao chất lượng của chúng. Diệp Quân vẫn hơi do dự, phía thượng thần. Nhất niệm mỉm cười nói, không cần lo lắng, nếu sư phụ đã đưa chúng ta đến rõ ràng là muốn để ngươi ở lại đây tu luyện. Chúng ta chỉ chuyển hang núi đến một nơi khác mà thôi, chứ đâu phải chiếm nó làm của riêng. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu cũng đúng. Nói xong, hắn vung tay áo, chuyển cả ngọn núi vào trong tiểu tháp. Diệp Quân và Nhất Niệm cũng tiến vào trong tiểu tháp theo, mà khi cành cây sinh mệnh tiến vào trong, nó đột nhiên rung động dữ dội, sau đó quả đạo linh trên tiên đạo thụ liên tục rơi xuống, biến thành những tia sáng bay tới cho nó nuốt chừng. Thấy cảnh này, Diệp Quân hoàn toàn bối rối. 100 quả đạo linh cứ thế bị nó nuốt hết rồi. Nhất niệm cũng khá bất ngờ. Sau khi nuốt chửng hết những quả đạo linh kia, cây sinh mệnh lại rung động, sau đó dưới ánh nhìn của Diệp Quân và Nhất Niệm, nó lại cao thêm mấy chục tấc. Diệp Quân và Nhất Niệm đưa mắt nhìn nhau, Diệp Quân hỏi, nếu nó trở nên rất rất cao thì sẽ thế nào? Nhất niệm ngẫm nghĩ. Sau đó nói, có khả năng sẽ ra quả. Diệp Quân chớp mắt, loại quả sinh con kia sao? Nhất niệm gật đầu, phải. Diệp Quân im lặng. Ta chăm cho ngươi lớn lên, ngươi ra cho ta một quả có thể sinh con. Chẳng phải là quá vớ vẩn à? Nhất niệm lại nói, thật ra thì quả có hai loại, một loại là trong quả có đứa bé, còn một loại thì có thể ăn được. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhất niệm, có thể ăn được. Nhất niệm gật đầu, đúng thế, cũng giống như trứng gà vậy, có trứng gà sẽ nở ra gà con, có trứng gà thì dùng để ăn. Nghe thấy lời của Nhất niệm, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, sau đó nói, nếu ăn quả đó vào, sau khi ăn sẽ thế nào? Nhất niệm nghiêm túc nói, quả đấy ngọt như kẹo hồ lô vậy. Diệp Quân đen mặt, ý ta là sau khi ăn có thể nâng cao thực lực không? Nhất niệm cười hì hì, có thể, hơn nữa thực lực còn sẽ tăng mạnh. Đại khái có thể tăng tu vi của một kỷ nguyên. Diệp Quân hỏi, 100 triệu năm à? Nhất niệm gật đầu. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi. Tu vi 100 triệu năm. Hắn ăn một quả chẳng phải sẽ có thể đè cha và ông nội xuống đánh một trận sao? Nhất niệm lại nói, nhưng rất khó ra được một quả thiên hành có thể ăn. Trước kia ta và Tịnh An từng cùng nhau ăn một quả, là sư phụ cho chúng ta, mà đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước rồi.
dù là sư phụ cũng rất khó có được loại quả có thể ăn này. Nói đến đây, cô ta lấy một sâu kẹo hồ lô ra liếm liếm, sau đó nói, hương vị đó cũng giống kẹo hồ lô vậy. Nghe thấy thế, Diệp Quân đã hiểu vì sao Nhất Niệm và Tịnh An lại thích ăn kẹo hồ lô. Mẹ kiếp! Kẹo hồ lô có vị giống quả thiên hành. Chua chua, ngọt ngọt. Nhất Niệm nhìn về phía cây thiên hành kia với vẻ chờ mong, muốn ăn thử một lần nữa quá. Diệp Quân xoa đầu Nhất Niệm, dịu dàng nói, đợi ta nuôi lớn cái cây này rồi, khi nào ra quả có thể ăn được đều cho muội ăn đến khi nào đã thì thôi. Hai mắt Nhất Niệm sáng lên, được. Sau đó, cô ta lại nói, cho cả Tịnh An và sư phụ nữa. Diệp Quân cười nói, được. Dường như nghĩ đến điều gì, Nhất Niệm lấy một cái hộp trong suốt ra đưa cho Diệp Quân, cái này cho huynh. Diệp Quân hơi tò mò, đây là... Nhất Niệm cười nói, đây là thứ ta mượn sư phụ, tên là hộp thời không luân hồi, là bảo vật của sư phụ, tiến vào trong đó tu luyện có thể trải qua luân hồi trăm kiếp để rèn luyện đạo tâm, bên trong còn có rất nhiều cảm ngộ tu luyện của sư phụ, có tác dụng rất lớn với huynh hiện tại. Nói xong, cô ta lại lấy một quyển trục ra đưa cho Diệp Quân, nở nụ cười ngọt ngào, đây là một phương pháp luyện thể thời gian hoàn toàn mới do ta nghiên cứu ra, ta đã tính toán rồi. Nếu huynh học nó rồi kết hợp với kiếm thanh huyên, một kiếm tùy tiện chém ra cũng có thể chém đi ít nhất 3.000 vạn năm tuổi thọ. Ta vốn định tiếp tục nghiên cứu, nhưng càng nghiên cứu lại thấy càng khó, có điều không sao cả, ta có thể làm được. Diệp Quân đột nhiên nắm lấy tay Nhất Niệm, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhất Niệm khẽ mỉm cười, cảm ơn gì chứ, phu thê nên giúp đỡ lẫn nhau, không phải sao. Diệp Quân cười to một tiếng, hắn dịu dàng xoa đầu Nhất Niệm. Sau đó nói, nướng dê ăn nhé. Nhất Niệm lập tức sáng mắt lên, liên tục gật đầu. Diệp Quân cười khẽ, sau đó lấy một con dê ra nướng, thấy dáng vẻ sắp chảy nước miếng của Nhất Niệm, Diệp Quân thầm thấy ấm áp. Thật ra cả Nhất Niệm và Tịnh An đều là những cô gái rất đơn giản, suy nghĩ đơn giản, mong muốn cũng đơn giản. Chẳng mấy chốc dê đã được nướng chín. Diệp Quân ăn cùng Nhất Niệm. Không thể không nói kỹ thuật nướng dê của hắn lại nâng cao rồi. Sau này có lẽ hắn nên đi tới hệ Ngân Hà mở một quán thịt dê nướng. Nghĩ thế, Diệp Quân bật cười, hắn nhìn Nhất Niệm bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng lau dầu dính trên miệng giúp cô ta, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn muội đến một nơi tên là hệ Ngân Hà, nơi đó có rất nhiều đồ ăn. Nhất Niệm chớp mắt, có món gì ngon không? Diệp Quân ngẫm nghĩ. Sau đó nói, thật ra lợn cũng ngon lắm. Lợn. Nhất Niệm nhất thời tỏ vẻ tò mò, lợn. Diệp Quân bật cười, sau đó nói, sau này sẽ dẫn muội đi. Nhất Niệm gật đầu, thật tốt quá. Một lát sau, Diệp Quân lấy hộp thời không luân hồi kia ra, thứ này sử dụng thế nào vậy? Nhất Niệm giơ một ngón tay ấn nhẹ vào nút bên trên, một tia tử quang lập tức bao phủ lấy Diệp Quân, trong nháy mắt, Diệp Quân đã biến mất. Nhất Niệm ôm hộp đi tới trước cây nhỏ thiên hành, sau đó đặt nó trên cây, linh khí của cây lập tức tràn vào trong hộp thời gian luân hồi kia. Nhất Niệm ngồi xuống trước cái cây, cô ta giơ tay chống cằm nhìn cái hộp thời gian luân hồi kia, nhẹ giọng nói, tháp ra, nếu ta và huynh ấy sinh một đứa bé, ngươi lại trông giúp chúng ta được không? Tiểu tháp, luân hồi trăm kiếp. Sau khi vào trong hộp kia, Diệp Quân lập tức tiến vào một thế giới thời không kỳ lạ. Những thời không xung quanh hắn tựa như những tấm gương, mỗi tấm gương đều có vô số ký ức xuất hiện, nhưng những ký ức này hiện lên rất nhanh, tựa như chỉ trong nháy mắt, mắt thường rất khó thấy kịp. Ký ức luân hồi. Những ký ức này đều là ký ức tu luyện của thượng thần các thời đại của nền văn minh thiên hành, tương đương với một loại truyền thừa, mỗi một tấm gương cũng tương đương một lần trải qua luân hồi. Trăm kiếp. Chính là ký ức tu luyện của thượng thần qua trăm kiếp. Diệp Quân vô cùng hưng phấn, hắn biết đây là một cơ hội lớn với hắn, vì thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là kinh nghiệm, mà những thượng thần này đều là cao thủ cao cấp qua các triều đại của nền văn minh thiên hành, vừa khéo có thể bù đắp vấn đề kinh nghiệm của hắn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Mà vào lúc Diệp Quân tiến vào hộp luân hồi thời không kia, thượng thần Thiên Vân đang đọc sách ở nền văn minh thiên hành chợt cau mày, bà ta ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, một lát sau, trong mắt bà ta lóe lên cảm xúc phức tạp. Lắc đầu thở dài, con nhóc này.
Thật ra hộp thời không luân hồi này không phải Nhất Niệm mượn Thượng Thần Thiên Vân mà là Thượng Thần Thiên Vân truyền nó lại cho Nhất Niệm, cũng đồng nghĩa với việc để Nhất Niệm trở thành Thượng Thần đời tiếp theo của học cung Thiên Vân. Sở dĩ Thượng Thần Thiên Vân làm như thế đương nhiên là muốn cho Nhất Niệm một lá bùa hộ mạng. Chỉ cần Nhất Niệm lấy được truyền thừa ký ức luân hồi trăm kiếp, điều đầu tiên là thực lực của cô ta sẽ tăng lên rất nhiều, thứ hai chắc chắn nền văn minh thiên hành sẽ không làm tổn thương đến cô ta, vì phải trăm vạn năm mới có thể mở hộp luân hồi trăm kiếp này một lần, vì thế một khi Nhất Niệm lấy được ký ức truyền thừa này cũng tương đương với việc cô ta là Thượng Thần đời tiếp theo. Dưới tình huống đó, Nhất Niệm có thể được Thượng Thần các đời bảo vệ, khi đó dù là thiên hành chủ cũng không dám tự tiện làm gì cô ta. Mà Thượng Thần Thiên Vân không ngờ Nhất Niệm lại đưa cơ hội này cho thiếu niên kiếm tu kia. Một lúc lâu sau đó, Thượng Thần Thiên Vân thu hồi tầm mắt, thở dài một lần nữa, nhà đầu ngốc, hy vọng người con dựa dẫm là người tốt. Từ trước đến giờ nền văn minh thiên hành cũng có không ít cô gái từng yêu người ngoại tộc, nhưng đa số đều dựa dẫm sai người, gặp phải kết cục thê thảm. Nếu có thể chọn, bà ta muốn khuyên Nhất Niệm, nhưng khi Nhất Niệm dẫn Diệp Quân tới, bà ta đã biết mình không thể nào khuyên được nữa rồi. Nhà đầu này ngày thường rất yên tĩnh, nhưng lại cực kỳ bướng bỉnh, chỉ cần là người mà cô ta đã xác định thì chắc chắn cô ta sẽ không thay đổi. Bà ta không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn ủng hộ thôi. Thượng Thần Thiên Vân buông sách xuống, tâm trạng không thể bình tĩnh, không đọc tiếp được nữa, bà ta đứng dậy đi ra ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt thoáng lộ vẻ lo lắng. Sau khi dẫn người rời khỏi thần cảnh thiên hành, Thôi Âm lập tức cho người lục soát mấy trăm tinh vực xung quanh, còn mở mắt thiên hành lục soát mấy vũ trụ gần đó, nhưng đều không có thu hoạch gì. Điều này khiến ông ta rất nghi ngờ. Vì dưới tình huống bình thường, Diệp Quân và Nhất Niệm không thể nào chạy xa như thế được. Phải biết rằng nền văn minh thiên hành có một khả năng lợi hại nhất là theo dõi vũ trụ, vì thế việc Diệp Quân cứ thế dẫn theo Nhất Niệm biến mất khỏi tầm mắt của ông ta khiến ông ta rất nghi ngờ. Thượng Thần Thiên Vân. Thôi Âm chợt nhớ tới người phụ nữ kia, sắc mặt ông ta u ám đến đáng sợ, chắc chắn là người phụ nữ kia đang giở trò, nếu không với thực lực của Diệp Quân và Nhất Niệm, hai người hoàn toàn không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của bọn họ được. Không đúng. Thôi Âm chợt nói, bảo người của chúng ta quay lại. Một người chấp pháp thiên hành bên cạnh ông ta hành lễ, sau đó bóp vỡ một lá bùa màu vàng. Chẳng mấy chốc, mười mấy người chấp pháp đã đi ra từ thời không xung quanh. Thôi Âm cau mày trầm tư. Lúc này, phía xa đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi tới, thấy người đó, Thôi Âm cau mày, nhị điện chủ. Người tới chính là Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y cúi chào, thái độ rất cung kính, Thôi chấp pháp. Thôi Âm bình tĩnh hỏi, nhị điện chủ có chuyện gì sao? Khâu Bạch Y mỉm cười, Thôi chấp pháp không tìm thấy Diệp Quân kia à? Thôi Âm gật đầu, như nghĩ đến điều gì, ông ta đột nhiên nhìn về phía Khâu Bạch Y, ông biết hắn ta đang ở đâu sao? Khâu Bạch Y khẽ mỉm cười, người xưa có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nghe thấy lời của Khâu Bạch Y, Thôi Âm nhất thời sửng sốt, sau đó ông ta cười to, nhị điện chủ đúng là đa mưu túc trí, ta cũng nghĩ như thế đó. Khâu Bạch Y thoáng ngây người, sau đó cười nói, trí thông minh của ta cũng chỉ bằng một phần vạn ông mà thôi. Thôi Âm cười nói, nhị điện chủ đừng khiêm tốn, trí thông minh của ông cũng tạm được mà. Khâu Bạch Y không muốn nói chuyện thêm nữa. Thôi Âm lại nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhị điện chủ, theo ông thấy rốt cuộc hắn ta sẽ ở nơi nào? Khâu Bạch Y ngẫm nghĩ rồi đáp, chắc chắn là nơi có liên quan đến Thượng Thần Thiên Vân. Thôi Âm gật đầu, giống với suy nghĩ của ta. Khóe miệng Khâu Bạch Y khẽ giật. Thôi Âm lại hỏi, nhị điện chủ, có rất nhiều nơi có liên quan đến Thượng Thần Thiên Vân, ông cảm thấy hắn ta sẽ ở đâu đây? Ông cứ việc dũng cảm nói ra, nói sai cũng không sao, trong lòng ta tự có tính toán. Bàn tay Khâu Bạch Y đang đặt sau lưng chợt nắm lại, nhưng ngay lập tức buông ra, gã ta mỉm cười nói, có thể nhìn ra Thượng Thần Thiên Vân rất quan tâm đến Nhất Niệm cô nương kia, vì thế nếu bà ta đưa họ đi chắc chắn sẽ đưa đến một nơi bà ta cho rằng khá an toàn. Mà theo ta biết Thượng Thần Thiên Vân có một nơi tu luyện riêng, chính là Hải Vực Thiên. Ta biết rồi. Thôi Âm đột nhiên ngắt lời Khâu Bạch Y, Hải Vực Thiên Hành. Khâu Bạch Y im lặng nhìn Thôi Âm.
Thôi Âm ra lệnh, đi thôi, đi tới hải vực thiên hành. Dứt lời, ông ta dẫn theo người rời đi. Lúc này, Khâu Bạch Y chợt nói, đợi đã. Thôi Âm quay đầu nhìn về phía Khâu Bạch Y, Khâu Bạch Y khẽ mỉm cười, thôi chấp pháp, ta có một ý tưởng nho nhỏ, cũng không biết có phải do ta suy nghĩ nhiều quá không, ông cứ nghe thử, sau đó phân tích giúp ta. Thôi Âm gật đầu, ông nói thử xem. Khâu Bạch Y trầm giọng nói, nếu Diệp Quân và Nhất Niệm cô nương kia thật sự ở hải vực thiên hành thì đó cũng là nơi tu luyện của Thượng Thần Thiên Vân, các ông đi như thế chắc chắn bà ta sẽ biết. Khi đó nếu bà ta lại ra mặt bảo vệ hai người kia một lần nữa. Nói đến đây, gã ta dừng lại, lựa lời một lúc mới nói tiếp, đương nhiên chắc chắn thôi chấp pháp không sợ Thượng Thần Thiên Vân kia, nhưng lỡ như xảy ra mâu thuẫn thì phải làm sao đây? Thôi Âm xa sầm mặt. Nếu xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn ông ta sẽ không thể thắng được Thượng Thần Thiên Vân, thực lực của người phụ nữ kia có thể nói là mạnh đến mức đáng sợ. Khâu Bạch Y nói tiếp. Ta có một đề nghị nho nhỏ, thôi chấp pháp có thể nghe thử, đề nghị này có tốt hay không đều do thôi chấp pháp quyết định. Thôi Âm gật đầu, được. Khâu Bạch Y nói, chuyến đi này của thôi chấp pháp chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn với Thượng Thần Thiên Vân, vì đề phòng tình huống ngộ nhỡ xảy ra, thôi chấp pháp nên giữ lại hai kế hoạch khác để đối phó với Thượng Thần Thiên Vân này. Thứ nhất là dư luận, Nhất Niệm cô nương kia làm trái với thiên hành pháp, còn yêu một người đàn ông ngoại tộc. Chuyện này chắc chắn là một nỗi sỉ nhục lớn với đàn ông ở nền văn minh thiên hành. Nhưng bây giờ chuyện này còn chưa để lộ, thôi chấp pháp hoàn toàn có thể nhúng tay một chút, khi đó chắc chắn chỉ cần là người đàn ông nào hiếu chiến của nền văn minh thiên hành đều sẽ đi tới hải vực thiên hành để giúp đỡ. Nói đến đây, gã ta thoáng dừng lại, sau đó mới tiếp tục, dù Thượng Thần Thiên Vân có thể tùy hứng, nhưng bà ta không thể chống lại tất cả mọi người của nền văn minh thiên hành được. Hơn nữa bà ta cũng phải nói phải trái mà đúng không? Dù sao cũng là Nhất Niệm kia vi phạm thiên hành pháp trước, yêu một người đàn ông của nền văn minh ngoại tộc, chỉ cần làm to chuyện này lên, khi đó nếu Thượng Thần Thiên Vân vẫn cố ý muốn bảo vệ thì thôi chấp pháp hoàn toàn có thể nói là nếu thế còn cần thần pháp thiên hành làm gì nữa, cứ nghe hết theo Thượng Thần Thiên Vân là bà đi. Được. Thôi chấp pháp nói với giọng điệu hưng phấn, nói hay lắm, nhị điện chủ. Những gì ông nói hoàn toàn giống với suy nghĩ của ta. Nét mặt Khâu Bạch Y trở nên cứng đờ, khóe miệng giật giật, nhưng nụ cười của gã ta bình thường trở lại rất nhanh, kế hoạch thứ hai là phải gọi thêm một vài người, ví dụ như gọi thêm vài người chấp pháp, đương nhiên cũng không phải là không tin tưởng thôi chấp pháp, mà là đây không phải trò đùa, chuyện này liên quan đến danh dự của chấp pháp điện, vì thế chấp pháp điện phải đoàn kết nhất trí, dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Lỡ như Thượng Thần Thiên Vân kia cứ cố chấp muốn bảo vệ. Khi đó các ông không đủ người, bị bà ta trấn áp, vậy sau này còn ai trong nền văn minh thiên hành kính trọng các ông nữa? Thôi Âm xa sầm mặt. Lúc trước ông ta từng bị trấn áp một lần rồi. Khi đó ông ta còn tưởng Thượng Thần Thiên Vân kia sẽ kiêng dè chấp pháp điện, nhưng ông ta không ngờ đối phương lại thẳng thừng ra tay. Vô cùng nhục nhã. Thôi Âm hít sâu một hơi. Cố đè nén cơn tức trong lòng mình. Khâu Bạch Y lại nói, thôi chấp pháp, ta nghe nói lúc trước khi ông đi lùng bắt Diệp Quân, Thượng Thần Thiên Vân kia đã trắng trợn che chở. Nói đến đây, gã ta khẽ thở dài, không thể không nói một người ngoài như ta còn thấy khó chịu, ông đi truy bắt Diệp Quân vốn là nhiệm vụ của ông sai ở đâu chứ? Thượng Thần Thiên Vân kia lại ỷ thế hiếp người vô lý như thế, thôi thôi, không nói nữa, nếu còn nói thì hơi giống như đang ly gián rồi. Sắc mặt thôi chấp pháp không chút thay đổi, ông ta cất lời, có thể làm gì được đây? Ai bảo người ta là thượng thần chứ? Dứt lời, ông ta nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y, sau đó nói, nhị điện chủ, thật ra thì ông là một người tốt, đừng trách ta nói thẳng, bây giờ ác đạo minh đã sa sút, ông ở lại đó không có tương lai gì cả, không bằng đi theo ta phát triển, dù ông là người ngoại tộc, nhưng ta có thể phá lệ nhận ông. Khâu Bạch Y hơi vừa mừng vừa lo, cảm ơn thôi chấp pháp đã coi trọng, có điều năm đó ta mang ơn nhất điện chủ vẫn luôn chưa có cơ hội đền đáp, nếu bây giờ rời đi thì thật sự hơi vong ơn bội nghĩa, cho nên tại hạ chỉ có thể nhận tấm lòng của thôi chấp pháp mà thôi. Thôi chấp pháp lắc đầu, nhị điện chủ, đừng trách ta nói thẳng, ông có chút thông minh, nhưng cũng không nhiều, không đủ bản lĩnh. Nói xong, ông ta dẫn theo mọi người biến mất ở cuối chân trời. Khâu Bạch Y đứng tại chỗ xoa mặt mình, khẽ thở dài, nói chuyện với một tên ngốc đúng là rất mệt.
Thôi Âm cũng không dẫn người đi thẳng tới hải vực thiên hành mà trở lại nền văn minh thiên hành trước. Mà dưới sự nhúng tay nhúng chân của ông ta, tin tức Nhất Niệm bỏ trốn cùng một người đàn ông của nền văn minh ngoại tộc nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ nền văn minh thiên hành tựa như bệnh truyền nhiễm. Bỏ trốn. Nếu người của mình bỏ trốn với người của mình thì chắc chắn không phải chuyện lớn gì, có lẽ nhiều người còn sẽ chúc phúc. Nhưng cùng với một người ngoại tộc là vô cùng nhục nhã. Lúc này, vô số người của nền văn minh thiên hành cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Người của nền văn minh thiên hành rất có tinh thần dân tộc, hơn nữa còn rất tự hào về nền văn minh chủng tộc của bọn họ. Trong mắt bọn họ nền văn minh thiên hành chính là nền văn minh vũ trụ mạnh nhất, tất cả những nền văn minh còn lại đều là nền văn minh cấp thấp. Cô gái của nền văn minh thiên hành yêu người của nền văn minh ngoại tộc rõ ràng là một sự sỉ nhục của toàn bộ nền văn minh thiên hành, còn bỏ trốn vì người đàn ông kia thì càng là sỉ nhục trong sỉ nhục. Đặc biệt là đàn ông của nền văn minh thiên hành, khi biết tin tức này, rất nhiều người đàn ông đều nổi giận, không nhịn được mắng to, đàn ông ở nền văn minh thiên hành đều chết hết rồi sao? Mà cô ta lại đi thích một con kiến của nền văn minh ngoại tộc đẳng cấp thấp chứ? Ngoài nền văn minh thiên hành, bọn họ cho rằng người của các nền văn minh vũ trụ khác đều chỉ là kiến. Mà vào lúc mọi người đều tức giận, không biết ở đâu xuất hiện một tin tức nói rằng Nhất Niệm và Diệp Quân đang trốn ở hải vực thiên hành. Vì thế vô số người của nền văn minh thiên hành chạy thẳng tới hải vực thiên hành dưới sự hướng dẫn của Thôi Âm chấp pháp. Người đông nghìn nghịt, lửa giận ngút trời. Học cung Thiên Vân. Tịnh An vội vã chạy vào trong đại điện của học cung Thiên Vân, Thượng thần Thiên Vân đang đọc sách ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh An, cô ta lo lắng nói, sư phụ, bọn họ đi truy bắt Nhất Niệm rồi. Thượng thần Thiên Vân nhíu mày. Trong hộp thời không luân hồi, hải vực thiên hành. Lúc này, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng trong thời không luân hồi đặc biệt kia, hai tay chắp lên nhau đặt trước bụng, vô số ký ức không ngừng lướt qua trong đầu hắn nhanh như tia chớp. Dù bên ngoài chỉ mới trải qua 2 ngày, nhưng hắn đã trải qua 20 năm ở nơi này. 20 năm qua, hắn tịnh tâm tu luyện, trải qua luân hồi của mấy chục cao thủ thượng thần. Cách tu luyện của nền văn minh thiên hành và vũ trụ quan huyền đương nhiên là khác nhau, nhưng xét tổng thể thì đại đạo trăm sông đổ về một biển, vì thế hắn đang không ngừng tham khảo cách tu luyện của nền văn minh thiên hành để hoàn thiện tâm cảnh của mình. Mượn sở trường của mọi người. Trong thời không luân hồi đặc biệt này không chỉ lĩnh ngộ mà còn chiến đấu. Hắn chiến đấu với mỗi một thượng thần trong thế giới luân hồi của bọn họ, liên tục rèn luyện kiếm đạo và tâm cảnh của mình với đối phương. Dưới tình huống đó, sức mạnh của hắn đã được nâng cao rất nhiều. Vì việc này cũng tương đương với hắn nhận được sự chỉ bảo của mỗi một thượng thần. Cách tu luyện đặc biệt này khiến Diệp Quân cũng rất kinh ngạc, đặc biệt là khi phối hợp với tiểu tháp, khiến nó càng kinh khủng hơn. Trong hộp luân hồi đặc biệt này, lúc chiến đấu với ký ức của những thượng thần kia, hắn cũng không sử dụng kiếm thanh huyên mà sử dụng ý kiếm. Hắn vẫn luôn nhớ rõ lời của Diệp Tu Nhiên. Thuần khiết, cực hạn. Bây giờ hắn cần phải đạt tới trình độ thuần khiết và cực hạn, đặc biệt là phải ngưng tụ niềm tin kiếm đạo lại lần nữa. Không có ý chí vô địch sao có thể nói là vô địch được. Sau 20 mấy năm, qua sự rèn luyện của ký ức luân hồi của thượng thần, có thể nói kiếm ý và tâm kiếm đạo của hắn đã phát triển vượt bậc. Mà sau vô số trận chiến, cảnh giới của hắn cũng đã từ ác đạo thăng lên đến bình đạo. Đương nhiên điều này cũng là nhờ có sự trợ giúp của cây thiên hành kia, cây thiên hành cung cấp cho hắn một lượng lớn linh khí màu xanh tím, linh khí đó còn chất lượng hơn của tinh thể vĩnh hằng. Mà trong khoảng thời gian Diệp Quân tu luyện, mỗi ngày Nhất Niệm vẫn tiếp tục nghiên cứu thời không thời gian đặc biệt. Bây giờ thi thoảng Nhất Niệm sẽ ngồi trong thời không đặc biệt kia tận mấy ngày, vì càng nghiên cứu sâu hơn, mọi thứ sẽ càng khó. Quá sâu xa. Cô ta nghiên cứu cũng rất vất vả. Hôm nay, Nhất Niệm đang nghiên cứu thời không đặc biệt đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó, cô ta lập tức rời khỏi tiểu tháp. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thời không nơi chân trời đột nhiên rung động. Thấy cảnh này, Nhất Niệm nhíu mày. Rắc! Thời không đang dao động kia đột nhiên nứt ra, vô số cao thủ của nền văn minh thiên hành kéo tới rất đông. Người dẫn đầu chính là Thôi Chấp Pháp kia. Thấy thế, Nhất Niệm xa sầm mặt. Khi nhìn thấy Nhất Niệm,
Vô số cao thủ của nền văn minh thiên hành đang ở nơi chân trời đều nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén như kiếm, trong đó có một người đàn ông bay thẳng tới trước mặt cô ta, giận dữ nói, nỗi sỉ nhục của nền văn minh thiên hành ta phải giết cô. Dứt lời, hắn ta vung tay đánh về phía Nhất Niệm. Nhưng tay của hắn ta còn chưa đến gần Nhất Niệm đã đá một cước lên bụng hắn ta, tạo thành một tiếng bốp. Người đàn ông đó lập tức bay xa cả vạn trượng, cuối cùng rơi vào biển sâu, tạo thành một cột nước cao trăm trượng. Thấy hành động của Nhất Niệm, mấy cao thủ của nền văn minh thiên hành đang chạy tới từ xung quanh càng giận dữ hơn. Không ngờ cô ta còn dám đánh trả. Một ông lão trong đó giận dữ chỉ về phía Nhất Niệm, cô đã biết tội hay chưa? Nhất Niệm thản nhiên nhìn ông lão, chưa biết. Nói xong, cô ta ung dung lấy một sâu kẹo hồ lô ra bắt đầu ăn. Ông lão tức giận nhìn Nhất Niệm, cô làm trái với thần pháp, tự tiện sử dụng thần hỏa thiên hành, thế đã quá lắm rồi, cô lại còn không biết liêm sỉ yêu một con kiến của nền văn minh ngoại tộc, còn muốn bỏ trốn với hắn ta, ngươi vẫn chưa biết tội à? Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, sau đó bình tĩnh đáp, không biết. Ông lão tức đến mức xanh mắt, ông ta tiến lên một bước, sau đó xoay tay phải đánh một chưởng về phía Nhất Niệm từ xa. Chỉ trong nháy mắt, thời không trên đầu Nhất Niệm đã lần lượt vỡ tan tành rồi sụp đổ, một sức mạnh vô cùng đáng sợ kéo về phía cô ta. Nhất Niệm đột nhiên mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lại. Những thời không trên đầu cô ta lập tức trở lại như ban đầu. Thấy thế, mọi người sửng sốt. Thôi Âm kia cũng nhíu mày. Ông lão này có thực lực cấp 6, mà Nhất Niệm cũng chỉ mới là cấp 6, sao cô ta có thể? Có thể đánh tan lực lượng của ông lão một cách dễ dàng vậy được. Phân chia cảnh giới ở nền văn minh thiên hành không giống những vũ trụ khác, bọn họ chia năng lực là. Từ cấp 1 đến cấp 9, sau cấp 9 là cực cảnh, sau cực cảnh là chí cảnh, mỗi cấp bậc đều khác nhau. Năng lực cấp 6 sẽ có thể điều khiển lửa thiên hành, được xem là một cao thủ cấp trung trong nền văn minh thiên hành. Nhưng Nhất Niệm đánh tan sức mạnh của ông lão một cách dễ dàng, chứ tỏ thực lực của Nhất Niệm mạnh hơn ông lão nhiều. Chẳng lẽ là cấp 7? Thôi Âm cau mày, vì ông ta cũng là cấp 7, nhưng ông ta là cấp 7 đỉnh cao. Bên dưới, sau khi đánh tan sức mạnh của ông lão kia, Nhất Niệm cũng không ra tay mà cất tiểu tháp đi. Sau đó xoay người muốn bỏ chạy. Thôi Âm thấy vậy thì lập tức nói, ngăn cô ta lại. Oanh! Một dấu ấn màu đỏ như máu lập tức xuất hiện trên đầu Nhất Niệm, sau đó thời không xung quanh cô ta lập tức rung động, trong nháy mắt đã có tia sét đỏ như máu xuất hiện dày đặc. Tù vực thời không. Nhất Niệm xa sầm mặt, đây là thần bảo của chấp pháp điện, chuyên dùng để nhốt người khác. Cô ta đang muốn phá vỡ nó thì một sức mạnh đáng sợ đột nhiên tấn công cô ta từ sau lưng, cô ta xoay người, sau đó nhẹ nhàng đè tay phải xuống. Ầm. Một ánh sáng màu trắng xuất hiện từ trước mặt cô ta, bốn vạn ngọn núi ở xung quanh lập tức biến thành tro bụi. Một bóng người liên tục lùi lại. Người đó là Thôi Âm kia. Sau khi dừng lại, Thôi Âm nhìn về phía Nhất Niệm, trong mắt lộ vẻ khó tin, vì sao thực lực của cô lại trở nên mạnh như thế? Một vài cao thủ của nền văn minh thiên hành ở xung quanh đều hơi khiếp sợ, bọn họ cũng không ngờ thực lực của Nhất Niệm lại mạnh như thế. Nhất Niệm là quan chấp hành, bình thường phóng hỏa ở bên ngoài chứ rất ít khi trở về nền văn minh thiên hành, vì thế mọi người đều không ngờ thực lực cô ta lại mạnh đến thế. Cấp 7. Sau nỗi ngạc nhiên, mọi người càng tức giận hơn. Ở trong nền văn minh thiên hành, một người chấp pháp cấp 7 đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi. Người như thế lại thích một người đàn ông thuộc nền văn minh cấp thấp, thật sự khiến nền văn minh thiên hành quá mất mặt. Những năm gần đây, nền văn minh thiên hành đã tiêu diệt không biết bao nhiêu nền văn minh, có thể nói ngoài nền văn minh thiên hành, ở trong mắt bọn các nền văn minh khác chỉ là kiến. Cũng không phải kiêu ngạo, mà là bọn họ rất tự tin. Vì tung hoành vũ trụ nhiều năm như thế, bọn họ gần như chưa từng gặp đối thủ. Nhất Niệm nhìn những người cùng tộc trước mắt. Khi thấy sự tức giận và khinh bỉ trong mắt bọn họ, cô ta thầm thở dài, ta thích huynh ấy, nhưng ta cũng không muốn làm tổn thương mọi người. Lần này cô ta dẫn Diệp Quân về thật ra chủ yếu là để gặp Thượng Thần Thiên Vân. Sau khi gặp Thượng Thần Thiên Vân, cô ta định từ chức người chấp pháp, sau đó đi du lịch vũ trụ với Diệp Quân, mà cô ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Lúc này,
Thôi Âm chợt trầm giọng nói, Nhất Niệm, chỉ cần cô giao người đàn ông kia ra, chúng ta sẽ tha mạng cho cô, để cô có một cơ hội sửa đổi. Nhất Niệm nhìn thoáng qua Thôi Âm, cô ta biết người đàn ông trước mắt cố tình nói thế, từ khi xuất hiện đến giờ, đối phương chưa từng che giấu sự thù địch với cô ta, mà ông ta nói thế chỉ là muốn câu trả lời của cô ta chọc giận người của nền văn minh thiên hành ở xung quanh. Nhất Niệm cất lời, ta muốn gặp sư phụ. Thôi Âm bình tĩnh đáp, cô giao người đàn ông kia ra, ta sẽ cho cô gặp thượng thần. Nhất Niệm nhíu mày. Thôi Âm cố ra vẻ thành khẩn, Nhất Niệm, cô là người chấp hành, còn là đệ tử của thượng thần. Chẳng lẽ cô thật sự muốn trở thành kẻ thù với chúng ta chỉ vì một kẻ ngoại tộc vô dụng ư? Chẳng lẽ trong lòng cô chúng ta còn không quan trọng bằng người đàn ông kia? Chỉ cần cô giao người đàn ông kia ra, sau đó giết hắn ta ngay trước mặt chúng ta, ta có thể đảm bảo chắc chắn chúng ta sẽ không làm khó cô. Lúc này, Tịnh An xuất hiện trước mặt Nhất Niệm, cô ta đưa mắt ra hiệu cho Nhất Niệm, sau đó quay đầu cười nói với các cao thủ kia, Nhất Niệm và hắn ta cũng không phải phu thê, hai người họ chỉ là bạn bình thường mà thôi, hai người họ. Chúng ta chính là phu thê. Nhất Niệm đột nhiên ngắt lời Tịnh An, cô ta nhìn những người của nền văn minh thiên hành đang tỏ vẻ ác ý và khinh bỉ trên bầu trời, ta thích huynh ấy, ta muốn sinh con cho huynh ấy đấy, chỉ thế mà thôi, ta nói xong rồi. Giọng điệu rất có khí phách. Xong rồi. Tịnh An nghe Nhất Niệm nói vậy, khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên trắng bệch, bởi vì cô ta biết Nhất Niệm nói như vậy thì chắc chắn sẽ chọc mấy tên nhóc trên trời đó tức chết. Quả nhiên y như thế, lúc nghe thấy lời của Nhất Niệm, những cường giả của nền văn minh thiên hành giận tím mặt, mắng chửi tới tấp. Người cầm đầu Thôi Âm lập tức bật cười, cười vô cùng đắc ý, bởi vì đây chính là kết quả ông ta muốn. Với tình hình trước mắt, cho dù Thượng Thần Thiên Vân muốn hy sinh thanh niên này để bảo vệ Nhất Niệm cũng không thể nào được. Lúc nãy ông ta hỏi Nhất Niệm như vậy, mục đích là vì muốn cắt đứt tất cả đường lui của Nhất Niệm và Thượng Thần Thiên Vân. Nói hay lắm. Đúng lúc đó chân trời bỗng vang lên một giọng nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở nơi đó, thời không như nước tách ra hai bên, một người phụ nữ mặc váy trắng dần dần xuất hiện. Phong thái xuất chúng. Thượng Thần Thiên Vân. Lúc nhìn thấy Thượng Thần Thiên Vân, đôi mày dài của Thôi Âm lập tức run lên, ánh mắt lóe lên sự kiêng dè. Còn những cường giả tộc Thiên Vân khi nhìn thấy Thượng Thần Thiên Vân thì vẻ mặt đều hơi thay đổi. Thượng Thần Thiên Vân ở nền văn minh thiên hành, địa vị của bà ta nằm trong năm vị trí đầu tiên. Thượng Thần Thiên Vân không nhìn mọi người xung quanh, bà ta nhìn Nhất Niệm ở phía dưới, mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Nói hay lắm, phụ nữ tộc thiên hành chúng ta, nên dám yêu dám hận. Thượng Thần Thiên Vân. Đúng lúc đó, Thôi Âm đột nhiên bước lên, trầm giọng nói, bà đang muốn nói với chúng tôi rằng phụ nữ của nền văn minh thiên hành của chúng ta nên đi. Thượng Thần Thiên Vân quay phát đầu lại, ánh mắt nhìn Thôi Âm tựa như dao nhọn, quỳ xuống. Khí tức đáng sợ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Thôi Âm còn chưa kịp phản ứng đã quỳ thẳng xuống đất. Mọi người đều hoảng hốt. Thượng Thần Thiên Vân nhìn Thôi Âm đang quỳ ở đó, ánh mặt lạnh lẽo như băng, người thuộc cấp bậc gì, xứng chấp vấn ta sao? Thôi Âm quỳ gối ở đó, vẻ mặt khó coi như cổ họng bị rác rưởi nhét kín lại. Lúc này, ông lão bên cạnh Thôi Âm người lúc trước làm khó dễ Nhất Niệm bước ra, ông ta hành lễ, Thượng Thần, Nhất Niệm đã phạm phải thiên hành pháp, tội chứng rõ ràng, bà. Thượng Thần Thiên Vân đột nhiên vung tay lên, người cũng quỳ xuống. Gầm. Ông lão kia quỳ thẳng xuống đất, vẻ mặt ngơ ngác. Mọi người. Sao lại không nói đạo lý vậy? Thượng Thần Thiên Vân lạnh lùng nhìn đám cường giả của nền văn minh thiên hành, người nào không phục, ra đây đánh tay đôi. Nghe vậy, vẻ mặt của đám cường giả thuộc nền văn minh thiên hành đều trở nên khó coi, đánh tay đôi à? Thượng Thần Thiên Vân là cường giả siêu cấp, trong này ai có thể đánh lại bà ta chứ? Lúc này có một người đàn ông trung niên bỗng nhiên bước ra, ông ta bình tĩnh nhìn chằm chằm Thượng Thần Thiên Vân, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ và thương tiếc, Thượng Thần, ta vốn dĩ rất kính trọng bà, nhưng thật không ngờ, bà lại như thế này. Thượng Thần Thiên Vân phất tay áo, đùng. Người đàn ông trung niên kia trong nháy mắt đã bay khỏi chân trời, biến thành một dấu chấm nho nhỏ. Mọi người. Thượng Thần Thiên Vân nhìn Nhất Niệm và Tịnh An đứng phía dưới, nhớ cho kỹ, nếu như gặp ràng buộc đạo đức,
phải quyết đoán đánh chết hắn, hiểu chưa? Tịnh An và Nhất Niệm gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đằng xa, cường giả của nền văn minh thiên hành không ai dám nói thêm gì nữa. Thật sự đánh không lại. Bọn họ dám ước hiếp Nhất Niệm, nhưng bọn họ không dám ước hiếp Thượng Thần Thiên Vân, vì thế cho nên cả trời đất đều trở nên yên lặng. Thượng Thần Thiên Vân không ra tay nữa, bà ta nhìn Nhất Niệm và Tịnh An, chúng ta đi. Hai người phụ nữ gật đầu. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía chân trời, Thượng Thần, quá đáng rồi đấy. Âm thanh vang lên, chân trời đằng xa đột nhiên tách ra làm hai. Sau đó có một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra, ông ta mặc áo dài vải thô, eo thắt dây lưng màu đen, bộ dạng như con nhà võ. Phía sau ông ta còn có một ông lão và một bà lão, hai người đều mặc áo bào chấp pháp. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, chấp pháp vệ ở nơi xa lập tức hành lễ, bái kiến điện chủ. Điện chủ điện chấp pháp phu trụ. Thấy người đến, Thượng Thần Thiên Vân nhíu mày. Còn Thôi Âm lại vô cùng vui mừng. Vũ trụ đứng lại, lão ta nhìn Thượng Thần Thiên Vân đứng đối diện, vẻ mặt bình thường, Thượng Thần, Nhất Niệm tự tiện yêu người ngoài nền văn minh, hơn nữa còn bỏ trốn cùng nhau, đây là chuyện trái với pháp luật, chứng cứ vô cùng xác thực, điện chấp pháp của ta có quyền bắt giữ, nói xong, lão ta vung tay lên, bắt người. Phía sau lão ta, hai cường giả bước lên, chuẩn bị ra tay. Thượng Thần Thiên Vân đột nhiên nhìn hai người kia, thử xem. Hai người kia hơi do dự. Vũ trụ nhìn chằm chằm Thượng Thần Thiên Vân, không nói gì. Thượng Thần Thiên Vân quay đầu nhìn vũ trụ, ông là chủ của một điện, không thể nào không biết chuyện này là do ác đạo minh âm thầm dở trò. Ác đạo minh bỏ ra nhiều tâm tư như vậy tuyệt đối không phải vì Nhất Niệm, mục đích chính của bọn chúng là muốn nền văn minh thiên hành chúng ta giết thanh niên đó. Mặc dù thực lực của ác đạo minh không bằng nền văn minh thiên hành, nhưng cũng không yếu. Nhưng bọn chúng lại không dám tự mình giết thanh niên này, mà lại giở trò sau lưng, rõ ràng lai lịch của thanh niên này không tầm thường. Nếu nền văn minh thiên thành ta thật sự giết chết thanh niên này, không biết sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Vũ trụ lắc đầu, Thượng Thần, ta không có hứng quan tâm đến những thứ mà bà nói, cũng không có thời gian để quan tâm, đối với ta. Ta chỉ biết Nhất Niệm và thanh niên đó đều đã làm trái với thiên hành pháp. Điện chấp pháp tồn tại là để bảo vệ uy quyền của thiên hành pháp, do đó, ta sẽ dẫn Nhất Niệm và thanh niên đó đi, xử phạt ở mức cao nhất. Tất nhiên, ta biết Thượng Thần chắc chắn sẽ không để ta dẫn họ đi, nếu đã như vậy thì xin nhờ Thượng Thần dạy bảo. Nói xong, lão ta đột ngột xòe tay ra, ở chân trời đột nhiên xuất hiện một ấn màu đen. Ấn chấp pháp. Đây là thần vật đệ nhất của điện chấp pháp. Thần vật này được thiên hành chủ một nhân tài tuyệt thế của nền văn minh thiên hành năm đó tạo ra cho điện chấp pháp, có tên là chấp pháp giới, nó có công hiệu áp chế người dân ở nền văn minh thiên hành, nếu pháp của người sử dụng ấn là chính pháp, không hề sai trái thì tác dụng trấn áp này sẽ càng mạnh hơn. Mở ấn. Thượng Thần Thiên Vân biết rằng trận chiến này là không thể tránh khỏi nhưng nếu bà ta bị vũ trụ cản lại thì Nhất Niệm sẽ gặp nguy. Nghĩ tới đây bà ta đột nhiên quay người. Đè tay phải về phía trước, đột nhiên thời không chỗ Nhất Niệm đang đứng trở thành một vòng xoáy. Bà ta vừa cưỡng chế Nhất Niệm đi chỗ khác. Ngay sau đó, ấn chấp pháp đột nhiên rung lên kịch liệt, trong nháy mắt, một luồng ánh sáng màu đen bao trùm lấy Thượng Thần Thiên Vân, Nhất Niệm vẫn chưa kịp bị dịch chuyển đi thì Thượng Thần Thiên Vân đã bị cưỡng bức đưa vào bên trong chấp pháp giới. Vũ trụ cũng đi vào trong chấp pháp giới. Vẻ mặt của Thượng Thần Thiên Vân cực kỳ lạnh lùng. Bà ta biết bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng, chỉ đành chiến đấu. Ngay sau đó, tiếng đánh nhau kinh thiên động địa vang lên từ chấp pháp giới bên trong ấn chấp pháp rung lên dữ dội. Lúc Thượng Thần Thiên Vân bị đưa vào trong chấp pháp giới, Thôi Âm vốn đang quỳ đột nhiên đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn vào Nhất Niệm đang ở bên dưới, trong đôi mắt đó ngoài sát khí còn có vẻ dữ tợn. Ông ta đường đường là quan chấp pháp của điện chấp pháp lại bị Thượng Thần Thiên Vân trấn áp trước mặt mọi người. Quỳ gối. Nhục nhã, cực kỳ nhục nhã. Đối mặt với Thượng Thần Thiên Vân ông ta cũng không dám nổi giận, nhưng lúc này, Thiên Vân Thượng Thần đã bị ngăn cản, lửa giận trong lòng ông ta không thể kiềm chế được nữa, cứ thế tuôn ra giống như núi lửa đang phun trào, ông ta tức giận chỉ vào Nhất Niệm, giết. Một nhân viên chấp pháp đột nhiên lao xuống phía dưới. Xông tới chỗ Nhất Niệm.
Nhìn thấy cường giả chấp pháp đó xông tới, Nhất Niệm khẽ nhíu mày lại rồi vung tay ra, thời không chấn động ngay lập tức. Ầm. Gã chấp pháp đó ngay lập tức bay ra ngoài. Cô ta cũng không ra đòn giết người, nếu không thì với thực lực hiện giờ của cô ta, những người từ cấp 7 trở xuống đều sẽ bị giết trong nháy mắt. Sau khi hất bay nhân viên chấp pháp, Nhất Niệm không tiếp tục đánh nữa mà nhét tiểu tháp vào tay của Tịnh An đang đứng bên cạnh rồi nói, dẫn hắn đi đi. Tịnh An nhìn Nhất Niệm, gọi cô nhé. Nhất Niệm khẽ lắc đầu, cô vẫn chưa công nhận ta, chỉ có chồng ta mới có thể gọi cô tới được. Nếu cô tới đây, những người này chắc chắn sẽ chọc giận cô, nếu không có chồng ta ở đây thì sẽ không còn ai có thể khuyên cô được, lúc đó nền văn minh thiên hành sẽ gặp phải nguy hiểm. Tịnh An hỏi dồn dập, vậy phải làm gì bây giờ? Nhất Niệm nói, dẫn hắn đi đi, giống như những gì sư phụ đã nói. Ác đạo minh vẫn đang giở trò ở trong bóng tối, chúng muốn nền văn minh thiên hành nhắm vào chồng ta, chúng ta không thể để cho bọn chúng thành công được, cô hãy đưa hắn rời khỏi nền văn minh thiên hành đi. Tịnh An lắc đầu liên tục, vừa chuẩn bị lên tiếng thì Nhất Niệm đã nói tiếp, yên tâm đi, ta là người của nền văn minh thiên hành, mặc dù sai, nhưng họ sẽ không giết ta đâu. Tịnh An im lặng. Nhất Niệm hơi nôn nóng, đi mau đi. Tịnh An không nói gì nữa mà xoay người bỏ đi, cô ta biết rằng Nhất Niệm nói đúng, mặc dù Nhất Niệm phạm pháp nhưng cô ta vẫn là đệ tử của Thượng Thần Thiên Vân, chắc chắn điện chấp pháp sẽ không dám giết cô ta. Thôi Âm nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nhíu mày, vốn dĩ ông ta định bắt Tịnh An lại nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì thấy rằng Tịnh An không phạm pháp, nếu vẫn cố tình bắt lại thì cũng không có lý do gì cả, hơn nữa, lúc đó Thượng Thần Thiên Vân sẽ danh chính ngôn thuận trả thù ông ta. Nghĩ đến đây, ông ta lại nhìn vào Tịnh An. Nhưng ngay lúc này trong đầu của ông ta vang lên một giọng nói, tiểu tháp mà Nhất Niệm đưa cho cô ta chính là một báu vật, có lẽ Diệp Quân đang trốn ở trong tòa tháp đó, nếu để cho Diệp Quân trốn thoát, lúc đó Nhất Niệm cứ khăng khăng rằng cô ta và Diệp Quân không liên quan gì tới nhau thì ngươi sẽ làm gì được. Nghe vậy, vẻ mặt của Thôi Âm thay đổi ngay lập tức, vội vàng chỉ vào Tịnh An đang muốn chạy trốn ở đằng xa, chặn ả Tịnh An đó lại. Tên tép siêu nền văn minh thấp kém đó đang ở bên trong tiểu tháp, nếu hắn kháng cự thì giết ngay tại chỗ. Nghe thấy Thôi Âm nói vậy, những nhân viên chấp pháp ngay lập tức xông về phía Tịnh An. Thấy vậy, Nhất Niệm đang ở cách chỗ đó không xa đột nhiên thay đổi sắc mặt, chân mày cô ta nhướng lên, cả người rung chuyển, biến thành một luồng thời không kỳ dị bay thẳng lên trời. Trong tích tắc. Những nhân viên chấp pháp đang xông lên phía trước bị thổi bay ra ngoài khoảng mấy vạn trượng, máu tươi phun ra không ngừng. Nhất Niệm trừng mắt nhìn đám người Thôi Âm, sát khí dâng lên như sóng thủy triều, kẻ nào dám động đến hắn, kẻ nào dám. Hắn chính là giới hạn của cô ta. To gan. Phía chân trời, Thôi Âm đột nhiên gầm lên, tiếng vang như sấm, Nhất Niệm, cô dám vì một người ngoài mà phản bội nền văn minh thiên hành, cô tội đáng muôn chết. Phản bội nền văn minh thiên hành. Ở nền văn minh thiên hành, phản bội nền văn minh thiên hành chính là tội nặng nhất, không chỉ có bị thiêu chết, mà cả linh hồn cũng bị nghiệp hỏa thiêu đốt hàng tỷ năm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi Thôi Âm gắn tội danh này lên người Nhất Niệm, ông ta vội nhìn sang hai người lúc trước đi theo phía sau điện chủ điện chấp pháp vũ trụ, Tả Hộ Pháp, Hữu Hộ Pháp, con kiến của nền văn minh ngoại tộc kia đang ở trong tiểu tháp trong tay Tịnh An. Nhờ hai vị hãy giúp ta bắt người này. Hai vị hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, ngay sau đó, cả hai đồng thời biến mất tại chỗ. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tịnh An biến đổi, lúc này, Nhất Niệm bất thình lình xuất hiện ở trước mặt cô ta, tay phải cô ta nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ tung cú đấm. Cú đấm này tung ra, mảnh thời không trước mặt cô ta đột nhiên biến thành một vòng xoáy, sau đó, một sức mạnh thời không đáng sợ đột nhiên phun trào. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai hộ pháp kia bị đẩy lùi ra xa hơn nghìn trượng. Sau khi hai người dừng lại, cả hai đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ chính là cường giả tám phần thần tính, mà bây giờ bề ngoài cảnh giới của Nhất Niệm vẫn chỉ là sáu phần thần tính. Dùng sáu phần thần tính đẩy lùi tám phần thần tính ư? Hơn nữa còn là một đánh hai. Tả Hữu hộ pháp rất bất ngờ trước sức mạnh của Nhất Niệm, theo lý mà nói. Một quan chấp hành không có khả năng có sức mạnh như vậy mới phải. Thôi Âm lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, lúc trước ông ta đã từng thấy Nhất Niệm ra tay,
Lúc đó ông ta cho rằng Nhất Niệm có khả năng đã là cường giả 7 phần thần tính, nhưng giờ xem ra, Nhất Niệm còn mạnh hơn những gì ông ta nghĩ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thôi Âm tối sầm lại. Nền văn minh thiên hành cũng là một nơi thực tế, nếu Nhất Niệm thật sự yêu nghiệt như vậy, hơn nữa Thượng Thần Thiên Vân lại bao che cô ta, đợi Thượng Thần Thiên Vân ra khỏi chấp pháp giới. Đến lúc đó, một khi Thượng Thần Thiên Vân bảo vệ Nhất Niệm, về sau Nhất Niệm trưởng thành hơn, chắc chắn sẽ trả thù ông ta. Nghĩ đến đây, trong mắt Thôi Âm xẹt qua một tia sát ý lạnh lẽo. Đều phải chết, nhất định phải chết. Thôi Âm bước ra, ánh mắt ông ta u ám, lại mang theo vẻ thương tiếc, nói cô vì một con kiến của nền văn minh ngoại tộc, mà không ngại ra tay với người trong tộc của mình, phản bội nền văn minh của mình, tội cô đáng muôn chết. Dựa theo pháp luật thiên hành, ai là con dân của nền văn minh thiên hành đều có trách nhiệm trừng phạt kẻ phản bội nền văn minh thiên hành, giết. Giết. Dứt lời, ông ta dẫn đầu xông ra trước, mục tiêu của ông ta không phải là Nhất Niệm, mà là Tịnh An ở phía xa, nói chính xác là Diệp Quân. Xung quanh, những cường giả của Điện Chấp Pháp cũng lập tức xông lên. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Nhất Niệm dần trở lên lạnh lùng, cô ta đột nhiên hét lên một tiếng, tay phải vung lên. Ầm. Mảnh thời không trước mặt cô ta giống như một mảnh vải, bất ngờ bị cô ta vén lên. Ầm ầm. Thôi Âm cầm đầu bị đánh bay trong nháy mắt, những nhân viên chấp pháp còn lại cũng bị chấn động, cuống quýt rút lui ra xa mấy vạn trượng. Tất cả cường giả của nền văn minh Thiên Huyên đều kinh hãi, thực lực của Nhất Niệm lại khủng bố như vậy à? Sau khi Nhất Niệm đánh bay mọi người, cô ta xoay người nhìn Tịnh An bên cạnh, xòe bàn tay ra, tiểu tháp trong tay Tịnh An xuất hiện trong tay cô ta. Tịnh An đang định lên tiếng, Nhất Niệm đã vươn tay phải nhẹ nhàng chấn áp. Tịnh An bị một luồng sức mạnh dịu dàng nâng lên bay về phía bên kia. Cô ta biết, bây giờ đã không thể để Tịnh An mang theo Diệp Quân đi, nếu như tiếp tục để Tịnh An giữ tiểu tháp, Tịnh An cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhất Niệm nhìn Tịnh An, chuyện này ta tự mình giải quyết. Nói xong, cô ta xoay người nhìn Thôi Âm, lúc này Thôi Âm cũng đang nhìn chằm chằm cô ta, không nói bất kỳ lời nào, cô ta đột nhiên tiến lên một bước. Sắc mặt Thôi Âm thay đổi trong nháy mắt. Ông ta vừa định ra tay, nhưng Nhất Niệm đã xuất hiện ở trước mặt ông ta, ngay sau đó, một bàn tay bóp cổ ông ta. Chính là tay của Nhất Niệm. Thấy cảnh này, mọi người đều hoảng hốt, thực lực của Nhất Niệm kinh khủng quá nhỉ. Thôi Âm thấy mình bị Nhất Niệm bắt lại, nhất thời sợ hãi biến sắc, ông ta biết thực lực của Nhất Niệm rất mạnh, nhưng ông ta không ngờ lại khủng bố như thế, ngay cả sức lực đánh trả ông ta cũng không có. Sao có thể? Giờ khắc này đầu óc Thôi Âm trống rỗng. Nhất Niệm ngoảnh lại nhìn tả hữu hộ pháp của Điện Chấp Pháp, ta không muốn làm hại các ngươi, ta muốn rời khỏi đây, nếu như các ngươi không đồng ý, ta sẽ bóp chết ông ta. Sắc mặt của tả hộ pháp vô cùng u ám, nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nhất Niệm nhìn chằm chằm tả hộ pháp, để bọn ta rời đi. Tả hộ pháp lắc đầu, không thể nào. Nhất Niệm nhàn nhạt nói, vậy ta bóp chết ông ta. Thôi Âm hoảng hốt, ông ta vội vàng nhìn tả hộ pháp, muốn lên tiếng, nhưng vì bị Nhất Niệm bóp cổ họng, không nói ra được lời nào, vì vậy, ông ta điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho tả hộ pháp. Tả hộ pháp liếc nhìn Thái Âm, phớt lờ ánh mắt của ông ta, mặt vô cảm nói, địa vị của ông ta quá thấp, chết cũng không sao. Thôi Âm. Sau một lúc im lặng, Nhất Niệm nói, ta sẽ ở lại, để chồng ta rời khỏi nền văn minh thiên hành. Tả hộ pháp vẫn lắc đầu, không được. Hắn làm ô uế người ở nền văn minh thiên hành, hắn nhất định phải chết, nếu ngươi đồng ý giao hắn ra, còn tự mình giết hắn, có lẽ vẫn còn đường sống, nếu không. Ánh mắt Nhất Niệm dần trở nên lạnh lùng, ông nghĩ nhiều rồi đấy. Tả hộ pháp nhìn chằm chằm Nhất Niệm, vậy ngươi ra tay giết ông ta đi. Ông ta đang đánh cược Nhất Niệm không dám giết người trong tộc mình. Thôi Âm hoảng sợ, mặt đầy khó tin nhìn tả hộ pháp. Nhất Niệm không ra tay mà ngẩng đầu lên nhìn ấn chấp pháp vẫn đang rung lên, rõ ràng là trận chiến trong chấp pháp giới đang rất dữ dội, khó phân thắng bại trong một lúc. Nhất Niệm nhắm mắt lại, cô ta biết chuyện này không thể khoan nhượng. Một lúc sau, Nhất Niệm bỗng mở mắt ra, cô ta nhìn mấy người tả hộ pháp ở đằng xa, nếu chồng ta vô cớ muốn giết người trong tộc nền văn minh thiên hành, dù có chết ta sẽ không đồng ý,
mặc dù nhất niệm ta thích hắn nhưng sẽ không phải là người không có đầu óc, nhưng nếu người trong tộc muốn vô cớ giết hắn, ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, vì chồng ta không sai, chính các ngươi mới là người sai, thiên hành pháp chó má gì chứ? Nói rồi cô ta siết chặt tay trái. Ầm. Thôi âm đó nổ tung. Thần hồn tiêu tán. Thấy thế sắc mặt Tịnh An bên dưới không còn màu máu. Nền văn minh thiên hành giết người trong tộc là tội lớn. Đáng sợ hơn là nhất niệm còn giết người trong tộc vì một người ngoài, tức là giữa nhất niệm và nền văn minh thiên hành không còn tình nghĩa gì nữa. Cho dù là thượng thần thiên vân đến cũng không có tác dụng. Tịnh An ngồi phịch xuống đất, mặt tái nhợt, lẩm bẩm, làm sao đây, nền văn minh thiên hành sao có thể bỏ qua được chứ? Sau khi nhất niệm giết Thôi Âm, xung quanh lặng im như tờ. Tả hộ pháp nhìn chằm chằm nhất niệm một hồi, khẽ gật đầu, lập tức thông báo cho điện chấp hành, nhất niệm phản bội nền văn minh thiên hành, mong điện chấp hành phái quân đội đến trấn áp. Điện chấp hành. Ở nền văn minh thiên hành, có ba điện là điện chấp pháp, điện chấp hành và điện cận vệ. Trong đó, điện chấp pháp quản lý bên trong, ràng buộc người dân nền văn minh thiên hành, tất cả các hành vi vi phạm pháp luật đều do điện chấp hành quản lý, mà điện chấp hành quản lý bên ngoài, chẳng hạn như loại bỏ các công việc của vũ trụ đều là do người ở điện chấp hành xử lý, nhất niệm cũng là người của điện chấp hành, là một trong 9 quan lớn của điện chấp hành. Địa vị và thực lực ở điện chấp hành hơn hẳn điện chấp pháp. Điện chấp hành là bên đối ngoại của nền văn minh thiên hành. Quân đội tham chiến đều được lựa chọn cẩn thận, là người xuất sắc nhất, hơn nữa có thể đánh thiện chiến, còn điện chấp pháp chịu trách nhiệm về đối nội, thực tế là còn kém xa. Về mặt quyền lợi cũng kém xa, dù sao lão đại của điện chấp hành cũng là quan chấp hành chủ tịch nền văn minh thiên hành. Xưa nay thực lực của quan chấp hành chủ tịch là chuẩn mực của nền văn minh thiên hành. Thật ra thực lực của điện cận vệ không thua kém gì điện chấp hành, nhưng công việc của họ lại khác với điện chấp hành. Điện cận vệ là binh lính riêng của thiên hành chủ, hơn nữa chỉ nghe lệnh của thiên hành chủ yếu bảo vệ sinh mệnh giới nơi thần thánh của nền văn minh thiên hành, cũng chính là nơi thánh vật trí cao của nền văn minh thiên hành cây sinh mệnh thiên hành tọa lạc. Lúc nhất niệm không giết Thôi Âm, cùng lắm chỉ có thể xem là phạm pháp, mặc dù Thôi Âm vẫn luôn muốn vu cáo cô ta tội phản nước nhưng thực tế lại không có chứng cứ. Nhưng bây giờ, nhất niệm giết Thôi Âm thì đó là phản nước thật sự. Tả hộ pháp không tự mình ra tay, thứ nhất là ông ta không nắm chắc, trận đánh vừa rồi cho thấy thực lực của nhất niệm mạnh hơn ông ta nghĩ nhiều, thứ hai, nhất niệm là người của thượng thần thiên vân, nếu hôm nay ông ta ép chết nhất niệm ở đây, khó đảm bảo sau này thượng thần thiên vân sẽ không trả thù, ông ta không phải tên ngốc Thôi Âm kia. Bây giờ có thể để người khác gánh tội, để điện chấp hành đến xử lý chuyện này. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là ông ta chưa nắm chắc, vì ông ta không thể giết Thôi Âm trong tích tắc như vậy. Sau khi giết Thôi Âm, nhất niệm nhìn người của nền văn minh thiên hành xung quanh, lúc này những người này đều đang nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt họ đều hiện lên vẻ hung ác và sát khí. Nhất niệm nhắm mắt lại, mình làm sai rồi sao? Lẽ nào thích một người cũng là sai sao? Không. Mình không sai. Nhất niệm bỗng mở mắt ra. Cô ta hung hăng đối mắt với người trong tộc nền văn minh thiên hành. Thấy nhất niệm cây ngay không sợ chết đứng như vậy, những cường giả nền văn minh thiên hành xung quanh lập tức nổi giận, nhưng vì ngại thực lực đáng sợ của nhất niệm nên không ai dám ra tay, tuy nhiên họ vẫn dám lên tiếng mắng chửi, thế là vô số lời ác ý nhắm thẳng vào nhất niệm như thác lũ. Chìm đắm trong trụy lạc. Không biết liêm sỉ. Thế mà lại bỏ trốn bôn ba bên ngoài vì một tên đàn ông ngoại tộc thấp hèn, thật kinh tởm. Bất cứ một nền văn minh nào cũng có rất nhiều những người như thế, nhất niệm hoang mang nhìn chằm chằm những người đó, dần dần cô ta cảm thấy như mình bị những lời mắng nhiếc ác độc đó đâm vào tim, nỗi bất bình vô cớ dâng lên, mũi chua xót, nước mắt giàn giụa. Ngay lúc này một bàn tay kéo tay cô ta. Nhất niệm quay đầu lại nhìn, chính là Tịnh An. Tịnh An kéo tay nhất niệm. Nghiêm túc nói, cô không phản bội nền văn minh thiên hành, là họ sai. Nhất niệm lặng thinh cúi đầu xuống, không nói không rằng nhưng tay lại nắm chặt lấy Tịnh An. Tịnh An quay đầu nhìn đám cường giả nền văn minh thiên hành còn đang ác ý mắng nhiếc nhất niệm, ánh mắt cô ta dần trở nên xa lạ. Một nền văn minh nên có sự tự tin nhưng tuyệt đối không được tự phụ. Nếu tất cả mọi người trong một nền văn minh đều tự phụ,
vậy thì nền văn minh này còn lâu mới bị hủy diệt thật sao? Tịnh An khẽ nói, nền văn minh thiên hành không nên thế này. Xung quanh ngày càng nhiều cường giả tộc nền văn minh thiên hành đến đây, sau khi đám người đó chạy đến cũng đều vây lại mắng chửi nhất niệm. Họ nghĩ nền văn minh thiên hành là nền văn minh tối cao bậc nhất, nền văn minh đứng đầu cả vũ trụ, huyết mạch là tôn quý nhất cả vũ trụ. Thích một người đàn ông ngoại tộc ở nền văn minh thấp kém ư? Thế chẳng phải là tự mình hạ thấp mình sao? Dĩ nhiên một phần là vì người khác mắng nên họ cũng mắng theo. Lúc biết được nhất niệm thế mà ra tay với người của mình vì một người đàn ông ngoại tộc ở nền văn minh thấp kém, họ càng tức giận hơn. Đúng lúc này, thời không ở chân trời bỗng sôi trào, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy thời không ở chân trời bỗng hướng tách sang hai bên, sau đó 13 cường giả mặc bộ giáp đen đồng loạt bước ra, là nhân viên chấp hành. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ áo đen, bên ngực trái ông ta có thêu hình một ngọn lửa, chính là lửa thiên hành. Quan chấp pháp Giới Doãn. Giới Doãn đưa mắt nhìn sang nhất niệm phản bội nền văn minh thiên hành, giết chết không bàn luận. Giọng nói lạnh như băng vang lên khắp nơi, không hề có cảm xúc. Tĩnh lặng một lúc. Hay lắm. Vô số tiếng hò hét bỗng vang lên. 12 nhân viên chấp hành phía sau Giới Doãn bỗng đáp xuống, trong tay họ đều cầm cây thương này, mỗi cây thương đều toát ra ngọn lửa màu đỏ. Thương thiên hành. Trong một cây thương thiên hành đều có một ngọn lửa thiên hành, thế nên bản thân mỗi cây thương đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mặc dù thực lực của những nhân viên chấp hành này chỉ ở cấp 7, nhưng được thương thiên hành trợ sức, cho dù là cấp 8 cũng không phải là đối thủ của họ. 12 cây thương thiên hành từ trên trời lao thẳng xuống, cây thương vẫn chưa rơi xuống hẳn nhưng khí thế ngút trời đó đã bao phủ lấy cả người nhất niệm, uy lực cực mạnh bao trùm trái tim mọi người, khiến họ gần như ngạt thở. Nhất niệm bỗng nắm lấy vai Tịnh An, hơi dùng sức, chỉ thoáng chốc Tịnh An đã trở nên mờ ảo, lúc xuất hiện lần nữa đã cách đó cả mấy chục vạn trượng. Tay phải nhất niệm bỗng đè về phía trước. Thời không trước mặt cô ta bỗng trở nên hư ảo. Ngăn chặn thời không. 12 nhân viên chấp hành đó vô cùng ngạc nhiên. Lúc này tay phải nhất niệm bỗng biến thành trường đẩy về phía trước. Bù. Cú đẩy này khiến 12 nhân viên chấp hành bị đánh văng ra xa mấy vạn trượng, thời không họ lùi lại đều bị phá vỡ từng tấc. Đến lúc 12 người này dừng lại, áo giáp đen trên người đã nứt ra, 12 người đều khiếp sợ. Xung quanh lặng im như tờ. Người dẫn đầu Giới Doãn cũng cau mày. Ông ta nhìn chằm chằm nhất niệm, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, mặc dù nhất niệm và ông ta đều là quan chấp hành, nhưng nhất niệm thuộc kiểu phóng hỏa, thực lực đều xếp ở vị trí phía sau trong 9 vị quan chấp hành. Nhưng lúc này thực lực mà nhất niệm thi triển lại vượt xa những gì ông ta nghĩ. Một trưởng đánh văng 9 vị chấp hành tay cầm thương thiên hành, thực lực này không phải là cấp 8 bình thường. Ánh mắt Giới Doãn hiện lên vẻ nghiêm trọng, ông ta tiến đến trước một bước. Thời không trước mặt nhất niệm bỗng nứt ra, thoáng chốc một cây thương dài bỗng lao ra. Nhất niệm mặt không đổi sắc siết chặt nắm đấm, sau đó đánh ra một quyền. Vèo. Quyền thương vừa tiếp xúc, khu vực thời không chỗ hai người bỗng trở nên mờ ảo, sau đó Giới Doãn lùi về sau. Thấy thế Tả chấp pháp và Hữu chấp pháp của Điện chấp pháp ở đằng xa nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thực lực của Giới Doãn là cấp 8. Nhưng vẫn không đánh lại được nhất niệm. Sau khi đánh văng Giới Doãn, nhất niệm không ra tay nữa, cô ta xoay người đi, hai tay giơ tay xé toạc thời không trước mặt ra thành một khe hở, nhất niệm bước vào trong đó định chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, khu vực thời không đó chấn động, sau đó một bóng người lui về phía sau, chính là nhất niệm. Nhất niệm lùi lại cả ngàn trượng mới dừng lại, một ông lão chậm rãi bước ra từ thời không chỗ vốn dĩ bị nứt ra đó. Ông lão mặc áo bào dài màu đen tuyền, tướng mạo khá gầy, ánh mắt nghiêm nghị sắc như dao. Quan chấp hành Tông Chiếu. Có người ngạc nhiên thốt lên. Tông Chiếu. Điện chấp hành có 9 quan chấp hành, 3 người đầu tiên có địa vị cao nhất, quyền lợi lớn nhất, thực lực mạnh nhất, mà Tông Chiếu chính này là quan chấp hành đứng thứ 3. Sau khi Tông Chiếu bước ra, ông ta lạnh lùng nhìn nhất niệm, ánh mắt hiện lên sát khí, phạm tội làm loạn, chết cũng không oan. Nói rồi tay phải ông ta siết chặt lại. Một uy lực vô hình bỗng bao trùm khu vực chỗ nhất niệm,
ngay sau đó ấn đạo quyền đã lao đến trước mặt Nhất Niệm. Một quyền này vốn dĩ sẽ lấy mạng cô ta, nhưng ngay lúc này, cơ thể Nhất Niệm bỗng trở nên hư ảo, Tông Chiếu ở phía xa hơi híp mắt, ngay sau đó đồng tử ông ta co rụt lại, vì không biết từ lúc nào mà Nhất Niệm đã đến trước mặt ông ta, sau đó đánh một quyền vào mặt ông ta. Bụp! Khu vực thời không chỗ Tông Chiếu bị nổ tung, Tông Chiếu lùi về sau gần cả vạn trượng. Lúc này cây thương dài bỗng xuất hiện phía sau Nhất Niệm, người ra tay chính là Giới Doãn, ông ta cầm thương thiên hành, cây thương như lửa, trên mũi thương là lửa đang cháy, đó là lửa thiên hành. Lúc này đối mặt với Nhất Niệm, ông ta đã không dám nương tay nữa, thế nên sử dụng lửa thiên hành trong thương thiên hành. Vừa đâm một nhát này ra, khu vực thời không chỗ Nhất Niệm bắt đầu tan chảy. Nhất Niệm xoay người, tay phải bỗng giơ mạnh về thời không trước mặt. Thời không đó bỗng trở nên hư ảo, Giới Doãn và cây thương lập tức văng ra xa cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Giới Doãn khó tin nhìn Nhất Niệm, sức mạnh này của ngươi là gì? Từ đầu đến giờ, ông ta phát hiện ra sức mạnh của Nhất Niệm không đúng lắm, đó là một sức mạnh thời không vô cùng kỳ lạ, nhưng ông ta lại không biết cụ thể là gì, vì ông ta chưa từng gặp. Nhất Niệm không nói gì, cô ta nhìn xung quanh, cô ta biết không thể ở lại đây thêm nữa. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên phía sau cô ta, muốn đi à? Mơ đi! Vừa dứt lời, một khí tức đáng sợ nghiền ép lao đến chỗ cô ta. Người ra tay chính là Tông Chiếu. Lúc này cả người Tông Chiếu như một quả cầu lửa đâm mạnh về phía Nhất Niệm. Giữa trán ông ta có một ngọn lửa đang cháy. Lửa thiên hành. Nhất Niệm cũng không dám sơ suất chủ quan với Tông Chiếu, cô ta bỗng xòe tay phải ra, sau đó siết chặt lại. Thời không sau lưng cô ta lập tức gợn sóng như sóng nước. Mà tốc độ của Tông Chiếu đó bỗng giảm xuống, cảm nhận được tốc độ của mình giảm xuống, đồng tử Tông Chiếu co rụt lại, ông ta gầm lên một tiếng, lửa thiên hành giữa trán bỗng biến thành một ngọn lửa rồi văng ra xa. Sau khi lửa thiên hành văng ra xa, thời không trước mặt ông ta bỗng bắt đầu tan chảy, lúc này một cú đấm của Nhất Niệm đã đánh đến trước mặt ông ta. Một tiếng nổ vang lên, thời không bị phá hủy hoàn toàn. Tông Chiếu bị văng ra xa cả vạn trượng. Vừa dừng lại, máu tràn ra từ khóe miệng Tông Chiếu, ông ta lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt vô cùng hung ác nói, ta giết ngươi, dứt lời ông ta đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, một cây thương thiên hành xuất hiện trong tay ông ta, cả cây thương như có lửa đang cháy, từng luồng khí tức liên tục lan tràn ra. Cùng lúc đó lửa thiên hành giữa trán ông ta cũng bùng cháy rực. Hai ngọn lửa thiên hành. Lúc này thời không cả trời đất đều bắt đầu thiêu đốt. Sức mạnh hai ngọn lửa thiên hành quả thật quá mức khủng khiếp. Nhất Niệm nhìn Tông Chiếu, mặt không cảm xúc, tay phải cô ta siết chặt lại. Tông Chiếu bỗng biến mất khỏi đó. Vèo vèo. Một cột lửa lướt qua chạy thẳng đến chỗ Nhất Niệm. Lúc này sức mạnh của hai ngọn lửa thiên hành tụ lại một chỗ sẽ đáng sợ đến mức nào? Cả mặt biển của hải vực Thiên Vân đang sôi sùng sục, vô số màn sương phiêu lãng, không chỉ thế, lúc này thời không xung quanh cũng dần bắt đầu tan chảy và biến mất. Uy lực quá mạnh, quá đáng sợ. Bàn tay phải đang nắm chặt của Nhất Niệm bỗng xòe ra, sau đó đột đè mạnh về phía trước, vô số thời không trước mặt cô ta bỗng cuộn lại đè ép về phía Tông Chiếu như một làn sóng. Xoạt xoạt. Tông Chiếu bị vô số thời không bí ẩn này trấn áp khiến cho liên tục lùi về sau. Cho dù là hai ngọn lửa thiên hành thì lúc này cũng bị sức mạnh của Nhất Niệm trấn áp. Thấy thế, cuối cùng các cường giả nền văn minh thiên hành cũng lộ ra vẻ kinh hồn, họ không ngờ thực lực của Nhất Niệm lại đáng sợ đến thế. Nhất Niệm trở nên mạnh thế từ lúc nào vậy? Mọi người đều không dám tin. Lúc này Tông Chiếu cũng cực kỳ hãi hùng, ông ta không ngờ một đòn tấn công toàn lực của mình lại bị Nhất Niệm chặn lại được. Sao thực lực của cô ta lại mạnh đến thế? Nhất Niệm không tiếp tục thừa thắng xông lên, cô ta nhìn Tông Chiếu, quan chấp pháp Tông Chiếu, chồng ta và ta đều không có ác ý gì với nền văn minh thiên hành, bọn ta. Chồng hả? Tông Chiếu bỗng ngắt lời Nhất Niệm, cả giận nói, không biết xấu hổ, người thế mà lại thích một người ở nền văn minh thấp kém, loại người ở nền văn minh thấp kém đó còn chẳng bằng con chó ở nền văn minh thiên hành. Hỗn láo! Nhất Niệm bỗng nổi giận. Ngay sau đó Tông Chiếu còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhất Niệm tát cho một bạt tai. Cái tát này nhìn có vẻ rất chậm nhưng Tông Chiếu vốn dĩ không kịp phản ứng nên bị Nhất Niệm đánh trúng vào mặt,
Bốp! Tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên xung quanh, sau đó tông chiếu văng ra xa cả vạn trượng trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Mọi người đều ngơ ngác. Bị tát. Sau khi dừng lại, tông chiếu cũng ngây người, mình bị cô ta tát một bạt tai. Sau khi phản ứng lại, ông ta lập tức nổi giận, ta phải giết đôi nam nữ đê tiện các ngươi. Ông ta còn chưa dứt lời, nhất niệm bỗng xuất hiện trước mặt ông ta như ma quỷ, tông chiếu biến sắc, ông ta vừa định ra tay thì ngay sau đó một bàn tay xuyên qua thời bóp lấy cổ ông ta, mắng ta thì được nhưng không được mắng người đàn ông của ta. Nói rồi cô ta bằng dùng sức bóp cổ tông chiếu lôi về phía trước. Đầu tông chiếu đó nổ tung, linh hồn cũng tan biến. Thần hồn tiêu tan. Thấy nhất niệm giết chết tông chiếu trong cơn thịnh nộ, xung quanh lặng im như tờ. Tất cả các cường giả của nền văn minh thiên hành đều vừa kinh ngạc vừa tức giận, họ không ngờ tông chiếu lại dễ dàng bị nhất niệm trấn áp và giết chết, phải biết rằng tông chiếu là cường giả cấp 8. Cứ thế mà chết à? Các cường giả nền văn minh thiên hành đều rất khó tin. Tức giận là vì nhất niệm thế mà lại dám giết một vị quan chấp hành. Làm phản rồi. Quan chấp hành giới Doãn ở đằng xa vừa cả kinh vừa phẫn nộ nói, thật sự phản cả rồi. Con mẹ nó. Nhất niệm bỗng thay đổi vẻ nhã nhặn trước đó, tức giận nhìn quan chấp hành giới Doãn, ta thấy hôm nay các người cũng không định tha cho vợ chồng ta sống, nếu đã thế, làm phản thì làm phản vậy. Hừ. Khi nghe nhất niệm nói thế, các cường giả nền văn minh thiên hành lập tức xôn xao, sau đó là nổi giận đùng đùng. Nhiều năm nay, chưa ai ở nền văn minh thiên hành dám nói làm phản cả. Hôm nay là lần đầu tiên. Đúng là ngỗ nghịch. Khi nghe thấy nhất niệm nói thế, người dẫn đầu giới Doãn tức giận đến bật cười, được được, nhất niệm, hôm nay ta xem thử ngươi và tên tôm tép nền văn minh thấp kém kia có thể sống sót rời khỏi nền văn minh thiên hành hay không. Mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ bỗng khuếch tán ra từ không trung, sau đó hàng chục nhân viên chấp hành mặc áo giáp đen, tay cầm thương thiên hành đồng loạt bước ra từ xung quanh nhất niệm, họ vừa bước ra, thời không xung quanh trở nên vặn vẹo. Trận pháp thiên hành. Giới Doãn bỗng hét lên. Mấy mươi nhân viên chấp hành giơ cao cây thương thiên hành trong tay lên, lửa thiên hành trong cây thương bỗng xuất hiện, thoáng chốc thương thiên hành trong tay họ bốc cháy, biến thành một cây thương lửa. Sau khi mấy chục ngọn lửa thiên hành xuất hiện, cả hải vực vô tận bỗng sục sôi, sau đó bắt đầu tan chảy từng chút. Vùng hải vực thiên hành này đã không thể chịu được uy lực của mấy chục ngọn lửa thiên hành nữa. Các cường giả nền văn minh thiên hành xung quanh cũng đều lùi lại, cách xa khu vực trung tâm này. Giới Doãn bỗng nói, giết. Vừa dứt lời, mấy chục nhân viên chấp hành bỗng dương cao thương thiên hành lên, miệng thầm niệm chú cổ ngữ, ngay lập tức thời không cách đỉnh đầu nhất niệm cả ngàn trượng bỗng nứt ra, sau đó vô số phù văn màu đỏ lửa kỳ lạ xuất hiện. Sau đó hình thành một trận pháp lửa cổ, chính giữa trận pháp lửa đó là một ngọn lửa thiên hành đang cháy hừng hực. Trận pháp lửa thiên hành. Có người kinh ngạc thốt lên. Trận pháp lửa thiên hành. Khi nhìn thấy trận pháp này, sắc mặt nhất niệm cũng xa sầm, là một quan chấp hành của nền văn minh thiên hành, dĩ nhiên cô ta biết trận pháp này, đây là một trong ba sát trận lớn của điện chấp hành, trung tâm là lửa thiên hành, uy lực cực kỳ mạnh. Trận pháp này chỉ có lúc nền văn minh thiên hành gặp nền văn minh mà lửa thiên hành không thể giải quyết được mới khởi động. Có thể nói trận pháp này hiếm khi dùng đến, vì nếu là nền văn minh bình thường thì một ngọn lửa thiên hành là có thể giải quyết rồi. Nhất niệm không ngờ có ngày trận pháp này lại dùng trên người cô ta. Dĩ nhiên cô ta cũng không nghĩ nhiều, lúc giết tông chiếu đó, cô ta đã có dự định tệ hại nhất, cũng không còn bất kỳ hy vọng và may mắn nào với nền văn minh thiên hành nữa. Chắc chắn nền văn minh thiên hành sẽ không tha cho cô ta và Diệp Quân. Đúng lúc này, mấy chục nhân viên chấp hành bỗng biến thành tia lửa phóng lên trời, lao vào trong trận pháp lửa thiên hành. Sau khi mấy chục người tiến vào trận pháp lửa thiên hành bỗng rung chuyển dữ dội, sau đó từng luồng khí tức đáng sợ bỗng cuồn cuộn lao xuống, bao phủ lấy nhất niệm bên dưới. Vèo! Một nhân viên chấp hành bỗng lao ra từ trong trận pháp lửa thiên hành đó. Nhưng lúc này cảnh giới của gã đã từ cấp 7 tăng lên cấp 8, không chỉ thế, nhìn kỹ lại mới thấy đó không phải là một người mà là mấy chục người chồng lên nhau. Thiên hành hợp nhất. Hàng chục người nhìn có vẻ như chồng lên nhau,
nhưng thật ra đang ở trong thời không khác nhau, khi họ cùng nhau ra tay, hàng chục thương thiên hành hợp nhất lao về phía Nhất Niệm. Đòn tấn công này cũng giống như tuế nguyệt thời không chồng chéo của Diệp Quân, nhưng lúc này họ không phải là chỉ có một người, mà là sức mạnh của mấy chục người cộng lại, cộng thêm mấy chục ngọn lửa thiên hành, uy lực đó đã hơn cả cấp 8. Khi nhát thương này rơi xuống, toàn bộ hải vực thiên hành bắt đầu vỡ vụn như băng bị va chạm mạnh, còn lan ra xung quanh với tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng chốc cả hải vực thiên hành đều bị nứt thành hình mạng nhện. Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ này, trong mắt Nhất Niệm cũng lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, cô ta chậm rãi siết chặt tay phải, khi đòn tấn công đánh đến trước mặt, cô ta nhảy lên, một quyền đấm thẳng vào đòn tấn công đó. Đối đầu trực diện. Sức mạnh hai bên vừa chạm nhau. Bù. Một tiếng nổ bỗng vang vọng khắp nơi, đinh tai nhức óc, sau khi vô số ngọn lửa bắn ra, lúc này cả hải vực thiên hành nổ tung, hoàn toàn tan nát, Nhất Niệm cũng liên tục lùi về sau cả mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Nhất Niệm cúi đầu nhìn tay phải của mình, cả cánh tay phải đã nứt toạc, có thể nhìn thấy xương bên trong, máu cũng đang không ngừng chảy ra. Ngay lúc này mấy chục người thiên hành bỗng biến mất khỏi đó. Vèo. Giữa không trung, khi một âm thanh xé toạc sắc bén vang lên, một cây thương lửa xoẹt qua, bỗng chốc lao đến trước mặt Nhất Niệm. Đây không phải là một cây thương mà là mấy mươi cây thương hợp nhất. Sức mạnh chủ yếu vẫn là lửa thiên hành, lúc này sức mạnh của mấy mươi ngọn lửa thiên hành tụ lại một chỗ, uy lực vô cùng đáng sợ. Khu vực thời không chỗ Nhất Niệm biến thành cho bụi, bản thân Nhất Niệm cũng không thể chịu được sức mạnh đáng sợ này, bị chấn động văng ra xa mấy vạn trượng. Cô ta còn chưa kịp dừng lại, cây thương dài đã đánh đến lần nữa. Nhất Niệm biến sắc, tay phải cô ta xòe ra, sau đó đè về phía trước. Thời không trước mặt cô ta bỗng dập dờn như sóng nước. Tăng cường thời không. Thế nhưng sau khi nhát thương đó lao đến, thời không trước mặt cô ta sụp đổ, cây thương đâm thẳng vào trước mặt Nhất Niệm, Nhất Niệm không thể đỡ được, cũng không thể lùi lại, chỉ chờ siết chặt nắm đấm đối đầu trực diện. Xoạt. Ngọn lửa ngút trời nổ tung như núi lửa phun trào, sức mạnh cực lớn đánh bay Nhất Niệm, ngay khi cô ta vừa văng ra xa. Cây thương dài đó lại một lần nữa bổ về phía Nhất Niệm, đeo bám như ấu trùng ký sinh trên xương, sức mạnh của lửa thiên hành trong cây thương tăng lên, vô cùng đáng sợ. Thấy cây thương lao đến trước mặt, đồng tử Nhất Niệm co rụt lại, cô ta bỗng vươn tay vẽ một vòng tròn ở trước mặt mình, sau đó thời không bí ẩn bỗng chắn trước mặt cô ta như một tấm khiên. Bụp! Vùng thời không trước mặt Nhất Niệm rung chuyển dữ dội như bị búa đập vào, sau đó lõm xuống rất sâu. Nhất Niệm bị sức mạnh cực lớn này chấn động lùi về sau khá xa, chiếc khiên thời không mà trước đó cô ta vẽ ra đó cũng bị phá vỡ. Cây thương dài đâm thẳng đến, sau đó lại chém vào Nhất Niệm. Thương thiên hành này ngoài ẩn chứa sức mạnh của 30 người thiên hành, còn có sức mạnh của 30 ngọn lửa thiên hành. Đừng nói là cấp 8, dù là cường giả cấp 9 cũng chưa chắc đã đỡ được. Chỉ thoáng chốc cây thương dài đã lao đến trước mặt Nhất Niệm. Vì tốc độ của nó quả thật quá nhanh nên Nhất Niệm không thể lùi lại, chỉ đành đối đầu trực diện. Nhìn cây thương đâm đến, Nhất Niệm bỗng nói, tháp ra, ta có thể lấy ngươi để đỡ không? Tiểu tháp nói, được. Nhất Niệm vội lấy tiểu tháp ra chắn trước mặt, một tia sáng vàng xuất hiện. Vụt! Cây thương đâm thẳng vào trên người tiểu tháp, lửa thiên hành lập tức nhấn chìm tiểu tháp dung chuyển thế mà lại chịu được sức mạnh này. Thấy thế. Các cường giả nền văn minh thiên hành xung quanh đều khá kinh ngạc, tò mò nhìn chằm chằm tiểu tháp trước mặt Nhất Niệm. Đây là vật gì thế? Thế mà có thể chịu đựng sức mạnh của lửa thiên hành. Phải biết một ngọn lửa thiên hành có thể dễ dàng phá hủy một nền văn minh vũ trụ, càng đừng nói lúc này có cả hàng chục ngọn lửa thiên hành tập hợp lại với nhau, sức mạnh đó không nghĩ cũng biết đáng sợ thế nào. Thế nên khi nhìn thấy tiểu tháp có thể chịu được sức mạnh của một nhát thương này, các cường giả nền văn minh thiên hành đều không khỏi kinh ngạc. Nhưng lúc này trận pháp lửa thiên hành ở phía xa bỗng rung chuyển dữ dội, ngay lập tức ngọn lửa ngút trời tuôn ra từ bên trong, những ngọn lửa đó bắn về phía Nhất Niệm và tiểu tháp bên dưới như mũi tên, cùng lúc đó cây thương dài cũng lao đến Nhất Niệm lần nữa. Đối mặt với thế tấn công áp đảo này, Nhất Niệm biến sắc. Cô ta biết mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa vì nền văn minh thiên hành còn có những cường giả khác. Sở dĩ ngay từ đầu không phái những người đó ra là vì cô ta chỉ là một cường giả cấp 6,
mà bây giờ quản lý cấp cao của nền văn minh thiên hành hẳn đã biết sức mạnh của cô ta tương đương với cấp 9. Tình hình này chắc chắn sẽ phái thêm nhiều cường giả mạnh hơn đến. Lúc này, Nhất Niệm nắm lấy tiểu tháp đập mạnh về phía trước, cú đập này khiến cây thương dừng lại, cùng lúc đó cô ta xoay người giơ ngón tay lên vẽ một vòng, thời không nứt ra, cô ta định mang theo tiểu tháp trốn vào trong thời không, nhưng lúc này bỗng phát sinh một việc, một luồng sáng không biết từ lúc nào lặng lẽ xuất hiện sau lưng Nhất Niệm. Cảm nhận được điều này, đồng tử Nhất Niệm co rụt lại, cô ta quay phát người lại đánh một quyền, thời không lõm xuống. Một quyền đỡ được tia sáng này. Phía sau tia sáng là một người đàn ông mặc đồ đen. Nhất Niệm biết người này. Quan chấp pháp ở điện chấp hành, lãnh táng, người đứng thứ hai, thực lực còn hơn hẳn giới doãn đó. Thế nhưng lúc này lại có thay đổi, một sức mạnh lặng lẽ đi đến xung quanh sau lưng Nhất Niệm. Nhất Niệm cả kinh, đang muốn xoay người thì đột nhiên có một sức mạnh cực lớn cướp tiểu tháp đi. Thấy mục tiêu của đối phương là Diệp Quân, Nhất Niệm nổi giận. Cô ta tức giận gầm một tiếng, siết chặt hai tay, thời không chỗ cô ta lập tức bị nổ tung, cùng lúc đó tay phải cô ta bỗng chộp lấy tiểu tháp suýt nữa bị đoạt đi, nhưng ngay lúc này sáu tàn ảnh xuất hiện lướt qua. Nhất Niệm bị chấn động văng ra cả mấy mươi vạn trượng. Vừa dừng lại, cô ta nôn ra ngụm máu, cơ thể cũng dần nứt toạc ra. Cô ta mặc kệ vết thương trên người, chỉ ôm chặt lấy tiểu tháp trong tay. Mà đứng trước mặt Nhất Niệm là một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, lông mày người đàn ông trung niên nhếch lên trên, ánh mắt sắc bén như kiếm, toát ra uy lực vô hình. Quan chấp pháp Thượng Lăng. Người đứng ở vị trí thứ nhất. Cường giả cấp 9. Phía sau Thượng Lăng còn có 7 người, đều là đỉnh cao cấp 8. 7 người này đều là quan chấp hành, nói cách khác 9 vị quan chấp hành của điện chấp hành đều đã đến đây. Ngoài 3 người ra, phía sau 8 người còn có mấy chục nhân viên chấp hành, họ vẫn đang hợp nhất, khí tức cực kỳ mạnh. Nhất Niệm lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, khi nhìn thấy đám người Thương Lăng ở đó, cô ta lặng thinh một lát, sau đó nhìn sang tiểu tháp nhỏ trước mặt, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tháp, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ta không thể tiếp tục ở bên cạnh huynh rồi. Nói rồi cô ta xoay người lại, tay phải vẽ một đường, thời không nứt ra. Cô ta ném tiểu tháp vào trong đó nói, tháp ra, dẫn huynh ấy đi. Nói rồi hai tay cô ta khép lại, thời không đóng lại. Thượng Lặng ở phía xa nói, không thể để hắn đi, giết. Nói rồi họ đồng loạt lao đến chỗ Nhất Niệm đang đứng. Nhất Niệm xoay người nhìn đám người Thượng Lăng đang lao đến đó, cô ta biết hôm nay cô ta không ra khỏi đây được. Cô ta bật cười, sau đó bỗng siết chặt hai tay. Một ngọn lửa thiên hành bay ra từ giữa trán cô ta, ngay sau đó thời không xung quanh cô ta trở nên hư ảo, cùng lúc đó sắc mặt cô ta cũng trở nên trắng bệch. Nhất Niệm bỗng gào lên, giết. Vừa dứt lời, thời không trước mặt cô ta biến thành từng ô vuông, trong mỗi ô đều chứa một ngọn lửa thiên hành, chỉ trong chốc lát cô ta đã sao chép gần cả vạn ngọn lửa thiên hành. Sát chiêu cùng cực. Hư ảnh thời không. Đây là thứ cô ta đã nghiên cứu được từ thời không trong tiểu tháp, cô ta vẫn chưa dùng đến, vì dùng đến chiêu này phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho dù là cô ta cũng không thể chịu được. Nhưng cô ta biết cô ta phải dùng đến nó, nếu không Diệp Quân không thể ra khỏi đây. Ngay khi lửa thiên hành xuất hiện, Thượng Lăng dẫn đầu đó biến sắc vội lùi về sau, thế nhưng vẫn không kịp. Khu vực chỗ Nhất Niệm đứng biến thành biển lửa. 8 vị quan chấp hành chôn người trong biển lửa. Thần hồn tiêu tán. Các cường giả nền văn minh thiên hành còn lại vô cùng hoảng hốt, vội vàng lùi về sau cách xa hải vực thiên hành này, có vài người chạy chậm cũng bị tan biến thành hư vô. Nhưng ngay lúc này một cây thương bay đến từ chân trời. Sau khi cây thương bay đến, ngọn lửa ngút trời do cả vạn lửa thiên hành tạo ra lập tức bị chấn áp. Nhất Niệm ở trong biển lửa bên dưới yếu ớt ngẩng đầu lên. Ngay sau đó cây thương dài xé toạc biển lửa đâm mạnh vào ngực cô ta, cây thương kéo Nhất Niệm lùi lại cả ngàn trượng, cuối cùng lúc dừng lại, hai chân Nhất Niệm mềm nhũn rồi quỳ rạp xuống đất, cây thương vẫn đâm vào ngực cô ta. Lửa thiên hành màu đỏ trong cây thương dài bắt đầu lan ra khắp các cơ quan trong người cô ta. Nhất Niệm nhắm mắt lại, ý thức của cô ta dần bắt đầu mơ hồ, cô ta lấy hết sức lực cuối cùng khẽ nói, không thể sinh quả cho huynh rồi.
Dứt lời, hai tay đang siết chặt của cô ta buông lỏng. Rắc. Ngay lúc này thời không phía sau nhất niệm bỗng nứt toác, một người đàn ông lao ra. Người đàn ông đó chính là Diệp Quân. Khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của nhất niệm, đầu Diệp Quân nổ ầm một tiếng, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó hắn chạy như điên đến trước mặt nhất niệm, nhìn cây thương dài cắm vào ngực nhất niệm, Diệp Quân bỗng tức giận gầm lên như dã thú, sau đó lấy kiếm Thanh Huyên ra chém. Cây thương bị nứt ra nhưng vẫn không gãy. Diệp Quân lại chém mạnh lần nữa, lúc này cây thương dài mới bị chém gãy, Diệp Quân đâm kiếm Thanh Huyên vào người nhất niệm, kiếm Thanh Huyên không làm tổn thương nhất niệm mà bảo vệ linh hồn sắp bị hủy diệt hoàn toàn của nhất niệm, Diệp Quân run rẩy ôm nhất niệm vào lòng. Run giọng nói, nhất niệm. Lúc này, nhất niệm mới mở mắt ra, khi nhìn thấy Diệp Quân, trên gương mặt trắng bệch như tờ hiện lên một nụ cười buồn, cô ta muốn vươn tay chạm vào Diệp Quân nhưng vừa giơ lên lại rơi xuống. Lúc này cô ta chẳng còn chút sức lực nào. Diệp Quân vội nắm lấy tay cô ta đặt lên mặt mình, hắn run giọng nói, không sao, không sao rồi. Nhất niệm nhìn Diệp Quân, nước mắt bỗng rơi xuống, ta lại ăn quả thiên hành lần nữa. Nói rồi cô ta nhắm mắt lại, mà cơ thể cô ta vẫn đang bị thiêu đốt. Mặc dù Diệp Quân đã cắt đứt cây thương dài nhưng lửa thiên hành đỏ như máu vẫn ở trong cơ thể nhất niệm, không ngừng thiêu đốt cơ thể nhất niệm, Diệp Quân đột nhiên giống to tháp ra, giúp ta. Tiểu tháp biến thành tia sáng vàng đi vào trước ngực nhất niệm, nó bắt đầu tự mình trấn áp lửa thiên hành màu đỏ đó. Không có cách nào, kiếm Thanh Huyên phải bảo vệ linh hồn của nhất niệm, nó chỉ có thể tự mình trấn áp lửa thiên hành này. Nhưng cho dù là nó, cũng hơi mất sức, vì lửa thiên hành đó có màu đỏ như máu, không phải là lửa thiên hành bình thường. Cũng may sau khi nó và kiếm Thanh Huyên phối hợp, cuối cùng hơi thở của nhất niệm cũng không yếu đi nữa. Diệp Quân bỗng cõng nhất niệm lên, hắn dùng vô số kiếm ý buộc nhất niệm và mình lại với nhau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, cách trước mặt hắn cả trăm trượng có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đó mặc một bộ đồ trắng đơn giản, lúc này đang nhìn hắn chằm chằm. Điện chủ điện chấp hành Trần Qua. Thực lực của ông ta trong điện chấp hành chỉ đứng sau quan chấp hành đứng đầu trong truyền thuyết đó, là nhân vật số 2 của điện chấp hành. Thật ra nhiều năm trước, trong điện chấp hành, điện chủ mới là người mạnh nhất, nhưng về sau các quan chấp hành đứng đầu của các đời ngày càng nghịch thiên, cho nên địa vị của hai người đã thay đổi. Trần Qua nhìn chằm chằm Diệp Quân, mặt không cảm xúc, quay lại tìm đường chết à. Diệp Quân không trả lời. Sau khi buộc chặt nhất niệm lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trần Qua ở phía xa, nhìn thấy vẻ lạnh lùng và sát ý trong mắt Diệp Quân, ông ta khẽ cười nói, nào, đánh chết ta này. Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó. Rầm rầm rầm. Ba loại huyết mạch lao lên trời từ trong người Diệp Quân, ba luồng khí tức huyết mạch cực lớn cuồn cuộn quét qua bầu trời như sóng lớn. Chỉ trong thoáng chốc, Diệp Quân đã đánh một nhát kiếm đến trước mặt Trần Qua. Trần Qua híp mắt, xoay cổ tay, giơ ngón tay lên chỉ về phía trước. Ông ta chọn đối đầu trực diện. Vèo. Sau khi kiếm quang bùng nổ, Trần Qua bị chấn động lùi về sau, trong lúc đó khu vực thời không chỗ ông ta bỗng chia thành rất nhiều ô vuông, sau đó cả trăm vạn ý kiếm màu đỏ như máu bắn ra. Trần Qua cả kinh, tay phải vung lên, vô số thương quang bắn lên trời, trong số đó còn có một ngọn lửa thiên hành màu đỏ máu. Thế nhưng ý kiếm của Diệp Quân lại cứng rắn chấn áp lửa thiên hành đó. Thấy thế, đồng tử Trần Qua co rụt lại, bỗng chốc cả trăm vạn huyết kiếm bay xuyên qua trước ngực ông ta. Cơ thể Trần Qua cứng đờ. Xung quanh tĩnh lặng. Bị giết trong tích tắc. Các cường giả nền văn minh thiên hành trốn ở phía xa trước đó đều há hốc miệng, mặt đầy vẻ khó tin. Đó là điện chủ điện chấp hành đấy. Cứ thế bị giết trong tích tắc ư. Sau khi giết chết điện chủ điện chấp hành Trần Qua chỉ bằng một nhát kiếm, Diệp Quân nhắm mắt lại, lúc này sức mạnh ba loại huyết mạch liên tục sôi trào trong người hắn. Lúc này huyết mạch phong ma làm chủ. Vì sát niệm của hắn rất lớn. Diệp Quân bỗng xoay người đi đến trước mặt Tịnh An, nhìn Diệp Quân cả người như máu, Tịnh An biến sắc nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, vì Diệp Quân không có ác ý với cô ta. Diệp Quân nhìn Tịnh An. Đôi mắt như một vùng biển máu vô tận, thiên hành sinh mệnh giới ở đâu? Tịnh An sửng sốt, sau đó run giọng nói, ngươi hỏi làm gì? Diệp Quân hơi cúi đầu xuống,
cố gắng khống chế sát ý của mình, nói cho ta biết. Tịnh An vội nói, Tiểu Quân. Diệp Quân bỗng nói, rời khỏi nền văn minh thiên hành, đừng quay lại nữa. Nói rồi hắn xoay người biến thành kiếm quan bay lên trời. Tịnh An ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, Diệp Quân không chạy trốn mà chém một nhát kiếm về phía chân trời phía xa, ép buộc lấy đi ký ức của một cường giả nền văn minh thiên hành, sau đó xoay người phá vỡ hư không, đánh đến thần cảnh thiên hành. Sau khi Diệp Quân tấn công, cả nền văn minh thiên hành kinh hãi, lần đầu có kẻ địch bên ngoài xâm phạm. Sau khi đi vào thần cảnh thiên hành, Diệp Quân biến thành tia kiếm quang chạy thẳng vào lên trời. Nhưng chẳng mấy chốc khí tức đáng sợ bỗng từ trên trời giáng xuống, ép buộc trấn áp hắn tại chỗ. Một cường giả mặc giáp vàng chậm rãi bước ra cách trước mặt Diệp Quân mấy trăm trượng, giữa trán gã có một dấu ấn đỏ thẫm, ở giữa dấu ấn có một ngọn lửa đang bốc cháy. Thần tướng Bắc Hỏa. Một trong bốn thần tướng lớn của thần cảnh thiên hành. Cấp 9 đỉnh cao. Diệp Quân không nhiều lời, tiến đến trước một bước, ngay lập tức thời không xung quanh biến thành từng ô vuông. Vừa ra tay đã là sát chiêu. Thấy thời không kỳ dị này có sự thay đổi, thần tướng Bắc Hỏa biến sắc, cả người gã đột nhiên nghiêng về phía trước, gầm lên một tiếng, một ngọn lửa đỏ như máu phóng lên tận trời từ trong người gã, thoáng chốc một người khổng lồ lửa vạn trượng xuất hiện trên bầu trời, người khổng lồ lửa do lửa thiên hành hóa thành đánh mạnh một quyền vào ô vuông thời không trước mặt. Gã muốn dùng sức phá vỡ nó. Ngay lúc này trong rất nhiều ô vuông đó, từng thanh huyết kiếm lao ra như vũ bão. Được sức mạnh ba loại huyết mạch trợ sức, ý kiếm của Diệp Quân trở nên vô cùng mạnh. Chỉ trong chốc lát, người khổng lồ lửa do lửa thiên hành hóa thành bị nhấn chìm, ý kiếm cực mạnh chém vào người khổng lồ lửa đó như vũ bão, dần dà người khổng lồ lửa đó bắt đầu nứt ra. Chém. Ngay lúc này giọng Diệp Quân bỗng vang vọng khắp nơi. Sau đó một thanh huyết kiếm lướt qua không trung, cuối cùng đánh mạnh vào người khổng lồ lửa đó. Người khổng lồ lửa đó lập tức vỡ vụn, Diệp Quân chém một nhát kiếm, vô số ô vuông thời không trước mặt hắn bỗng biến thành một ô vuông, cùng lúc đó hàng trăm vạn thanh ý kiếm hợp nhất lại, sau đó đâm vào người thần tướng Bắc Hỏa. Dầm. Thần tướng Bắc Hỏa trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ. Diệp Quân lại phớt lờ gã. Lắc mình biến thành tia kiếm quang rồi biến mất ở sau lưng gã, cùng lúc đó hàng trăm vạn thanh phi kiếm bỗng bay ra từ trong người thần tướng Bắc Hỏa, sau đó biến thành một loạt màn kiếm đuổi theo Diệp Quân ở phía xa. Ô vuông thời không, sao thực lực của hắn lại có thể được cải thiện nhanh đến mức khó tin chỉ trong thời gian ngắn như vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ở đằng xa, Diệp Quân ngự kiếm xé toạc thời không đi xuyên qua đó, chẳng mấy chốc ba khí tức cực mạnh bỗng từ trên trời giáng xuống. Lại ép hắn dừng lại. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, có ba người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Thần tướng Nam Hỏa, thần tướng Đông Hỏa, thần tướng Tây Hỏa. Lúc này ba thần tướng nhìn chằm chằm Diệp Quân, cũng mặt đầy vẻ nghiêm trọng, họ cũng không ngờ thần tướng Bắc Hỏa lại chẳng đỡ nổi một hiệp đã bị chém chết. Dĩ nhiên ba người càng không ngờ thế mà lại có người dám đánh đến nền văn minh thiên hành. Đúng là to gan. Thần tướng Đông Hỏa dẫn đầu tiến lên trước một bước, đang định nói gì đó thì Diệp Quân ở đằng xa bỗng biến mất khỏi đó. Thoáng chốc thời không trong phạm vi mấy mươi vạn dặm biến thành một ô vuông kỳ quái, sau đó cả trăm vạn thanh ý kiếm lao ra từ các ô vuông đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba thần tướng lập tức biến sắc, họ đều phóng ra lửa thiên hành từ giữa trán mình, sức mạnh ba ngọn lửa thiên hành tăng lên, biến thành biển lửa bao phủ thời không chỗ họ đứng. Họ muốn sử dụng lửa thiên hành để cưỡng ép phá vỡ thời không nơi này, nhưng họ lại nhận ra lửa thiên hành của mình không thể tác động được đến ô vuông thời không này. Vì ô vuông thời không này đã được Diệp Quân chuyển hóa từ thời không bí ẩn trong tháp. Có thể nói hắn không có kiến thức về thời không nhiều bằng nhất niệm, nhưng uy lực mà hắn dùng còn mạnh hơn cả nhất niệm. Vì chỉ có hắn mới có thể chuyển đổi thời không, mặc dù thời không bí ẩn đó không phản kháng lại nhất niệm, để mặc cho cô ta nghiên cứu. Nhưng đúng là chỉ có Diệp Quân mới có thể khiến chúng phối hợp chuyển đổi ra ngoài. Lúc này thời không xung quanh đều bị đã được Diệp Quân chuyển đổi, thời không đó đều do người phụ nữ váy trắng để lại, ngay cả kiếm thanh huyên cũng không thể phá được, huống gì là mấy ngọn lửa thiên hành này. Khi nhìn thấy lửa của mình không thể phá được thời không đặc biệt này, ba vị thần tướng đều hốt hoảng.
Lúc này cả trăm vạn thanh ý kiếm màu đỏ đã nhấn chìm họ. Ầm ầm. Thời không ở khu vực trước mặt Diệp Quân bỗng trở nên vặn vẹo một cách kỳ lạ, bản thân Diệp Quân cũng biến thành kiếm quang rồi biến mất ở cuối chân trời, phía sau hắn là trăm vạn thanh ý kiếm theo sát. Lúc này ba vị thần tướng đó đã thần hồn tiêu tán. Tận cuối chân trời, Diệp Quân cõng Nhất Niệm, hắn nhìn về phía xa, đôi mắt đỏ như máu. Trong ánh mắt chỉ còn lại chút tỉnh táo. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Quả thiên hành. Muội ấy nói muốn ăn quả thiên hành. Thiên hành thần cảnh. Trời trong xanh không một gợn mây. Bất thình lình, kiếm quang đỏ thắm màu máu xẹt ngang khung trời, biến nó thành biển máu vô tận. U. Bỗng có tiếng chuông vang lên, dần dần lan đi khắp thiên vân thần cảnh. Là chuông cảnh giới. Hàng loạt cường giả vội vã ngẩng đầu nhìn lên trời cao với vẻ sửng sốt. Từ ngày thành lập cho đến bây giờ, văn minh thiên hành chưa một lần phải nghe thấy chuông thiên hành ngân vang. Bởi vì nhiều năm qua không có ai là đối thủ của họ, càng đừng nói chi có kẻ địch xâm lấn, đến nỗi vô số người còn hoài nghi liệu mình có nghe lầm hay không. Không lâu sau, đã có hàng loạt khí tức hùng hậu phóng lên cao. Cùng lúc ấy, Diệp Quân đã đi đến lối vào thiên hành sinh mệnh giới. Đứng án ngữ trước đó là một ông lão khoác trường bào rộng thùng thình, vẻ mặt già nua mà quắc thước, nhìn hắn với vẻ nặng nề. Bởi vì sau lưng hắn là biển máu vô tận. Lệ khí và sát ý tỏa ra mạnh chưa từng thấy. Nhìn thấy Nhất Niệm nằm trên lưng hắn, ánh mắt ông ta càng trở nên nghiêm trọng. Diệp Quân bất ngờ nâng tay lên, để một giọt máu tươi hóa thành kiếm. Hắn vung kiếm lên, rạch đôi thời không trước mặt. Không gian bỗng trở thành hàng loạt những ô vuông kỳ lạ, sau đó là hàng triệu thanh ý kiếm lao ra từ trong mỗi ô. Đồng tử ông lão rụt lại, gấp gáp bước tới. Một ngọn lửa thiên hành dâng trên trong tay ông ta, hóa thành cột lửa khổng lồ cao vạn trượng nện thẳng vào Diệp Quân. Quỳnh! Hai bên va chạm, cột lửa bị đập nát, hóa thành vô số tàn lửa bắn tung tóe khắp nơi. Ông lão khép ngón tay lại, chỉ tới trước. Những ngọn lửa thiên hành đỏ máu phun ra thành một thanh kiếm chém về phía Diệp Quân, quét sạch phi kiếm. Khi nó tới gần, Diệp Quân không hề nao núng, vung tay thả phi kiếm ra. Thanh kiếm lửa của ông lão bị phi kiếm ngăn chặn, ông ta nheo mắt, lại thấy mấy triệu thanh ý kiếm đã chém vỡ cột lửa ban đầu, hiện đang hóa thành gió táp mưa xa lao tới. Khi gần đến trước mặt, chúng hợp nhất thành một thanh kiếm. Đồng tử ông lão rụt lại, hai tay siết chặt. Thả ra khí tức đáng sợ. Nhưng chỉ một thoáng nó đã bị kiếm của Diệp Quân áp đảo. Ông lão không ngồi chờ chết mà dồn toàn lực tung ra cú đấm khi thanh kiếm bay tới. Quỳnh! Ông lão bị chém bay đi vạn trượng, thân xác vỡ toang, chỉ còn lại linh hồn. Diệp Quân đang định ra tay tiếp thì cảm nhận được gì, ngẩng lên nhìn, thấy một cột lửa nện xuống. Hắn khép ngón tay lại, điều khiển thanh ý kiếm hợp nhất kia bay lên chém vào cột lửa. Choang! Kiếm bị đánh bay, cột lửa giáng thẳng xuống. Diệp Quân nắm chặt tay lại, thả ra hàng loạt ý kiếm. Duỳnh! Tiếng nổ đinh tai vang lên, hắn bị đẩy đi mấy vạn trượng. Cột lửa kia không biến mất mà còn đẩy biển máu giạt đi. Diệp Quân nhìn lên cao, thấy một chiếc gương màu đỏ đang lơ lửng ở chân trời. Đứng kế bên nó là một người phụ nữ tóc dài trong chiếc váy trắng như tuyết, trên mặt đeo tấm lụa mỏng. Chỉ thấy được một nửa dung nhan. Là kính thần. Văn minh thiên hành có hai đại thượng thần, theo thứ tự là thiên vân thượng thần và thiên huyền thượng thần, dưới họ có tứ đại chủ thần, mỗi người trông coi một thần giới. Người trước mắt chính là kính thần cai quản kính thần giới. Chiếc gương trong tay bà ta chính là thần kính thiên hành, một trong 10 bảo vật của văn minh thiên hành. Diệp Quân hóa thành kiếm quang bay lên cao, biển máu ùa theo nhuộm đỏ bầu trời. Kính thần nhìn xuống với vẻ vô cảm, đưa tay kết ấn rồi vươn tay phải chỉ xuống. Thần kính thiên hành chấn động trước khi phun ra một cột lửa nện vào kiếm quang. Quỳnh! Ánh lửa và kiếm quang bùng nổ, sóng xung kích lan rộng đi mấy triệu trượng, một bên là biển máu, bên kia là biển lửa. Hai thứ sức mạnh khác nhau rằng co ở trên cao, bất phân thắng bại. Kính thần bỗng lẩm nhẩm niệm chú, gọi một bóng người xông ra từ trong thần kính thiên hành. Toàn thân nó bốc cháy, vác thanh kiếm trong tay chém xuống. Xoẹt! Tiếng thời không bị xé rách vang lên. Ầm!
biển máu vô tận chấn động khi thanh kiếm kia hạ xuống, khiến Diệp Quân cũng phải lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng hắn khi dừng lại, sau đó người lửa kia lại vung kiếm. Nhát chém vừa nhanh vừa ác liệt, kiếm quang vừa lóe lên thì lưỡi kiếm đã vồ tới. Diệp Quân vung kiếm đáp lại. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Chồng chéo 100.000 nhát kiếm. Uỳnh. Hai luồng kiếm quang vừa tiếp xúc đã nổ tung, khiến hai thanh kiếm cùng nhau vỡ nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.